Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật truy xin chào tất cả anh chị em hành giả tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay sư đang ở bên Houston, Texas đi dự đám ma của một người anh cũng gần bằng tuổi của sư, mới chết cách đây mấy ngày. Gia đình cũng gặp đơn lẻ đó, nhất là trong cái mùa dịch hạch này, thành ra sư đi qua. Rồi sư sẽ dự cái buổi ngày đã dự cái buổi thăm viếng ngày hôm qua, ngày hôm nay là thiêu, và ngày mai thì sư trở về lại bên Cali đó. Thì vì liên quan tới cái vấn đề mà chết chóc đó, thành ra sư muốn đọc cho anh chị em tất cả các vị hành giả thiền sinh tu tập nghe một cái bài pháp của một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng, cũng là thầy của sư nữa. Ngài là người Miến Điện, có tên là Usilananda. Ngài cũng đã mất năm 2005 rồi. Thì trong cái bài này đó, Ngài nói cho chúng ta nghe là chúng ta phải làm cái gì, nhất là trong cái buổi mà chúng ta tới nhà quan, chúng ta làm lễ gì đây, chuẩn bị làm lễ mai táng, hay là làm lễ thiêu cho cái người mà thân nhân thân bằng thân thuộc của chúng ta đó. Cái thái độ đúng đắn của một cái người Phật tử, và gì đây, chúng ta sẽ học được cái gì từ những cái buổi này, chúng ta sẽ làm cái gì lợi ích tới cái người đã quá vãng, và chúng ta làm cái gì lợi ích tới mình. Đó là cái điều mà Ngài muốn nói ở trong cái bài pháp này. Ngài nói hôm nay tất cả các bạn đang họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức đến những thân nhân của quý vị đã quá vãng. Nhưng trước hết chúng ta hãy biết hiểu cái chữ sự chết là gì. Thì quý vị thấy cái câu đầu tiên là Ngài nói rằng là chúng ta họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức tới người quá vãng, cho Ngài không nói chúng ta tới đây để cầu siêu cho cái người đã chết. Bởi vì trên nguyên tắc là theo lý nhân quả, mình không cầu cho ai siêu, mà mình không cầu cho ai mà giải thoát được cái trơn. Ta đi theo nghiệp của ta mà giàu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Những cái nghiệp nào đã tạo trong cái cuộc sống của mình hoặc trong những kiếp trước, khi mà thân hoại mạng chung, mình phải được, hoặc giả là phải trả những cái nghiệp đó, hoặc giả là mình được hưởng những cái phước báo do những cái nghiệp tốt, nghiệp lành là mình đã tạo. Như vậy thì trong này không có một cái chữ nào mà liên quan tới hai chữ cầu siêu. À, chúng ta thấy đây là cái thói quen của chúng ta là người Việt Nam, hiện mà có thân nhân thân bằng quyến thuộc mà mất thì chúng ta mời các sư các thầy tới để tụng kinh cầu siêu cho người qua vãng. Thì trong này Ngài chỉ nói chúng ta tới đây để hồi hướng công đức cho người qua vãng, nghĩa là mình sẽ làm một cái gì này để có công đức này, thì từ cái công đức đó mình sẽ hồi hướng cho người vừa mới mất. Bây giờ sự chết là gì? Theo nghĩa thông thường, chết là chấm dứt cuộc sống, và vì cuộc sống tự bản thân nó là giả tạm nên sự chết cũng vậy. Khi trong gia đình mà có người mà ra đi thì mình tới và mình nhìn mặt cái người đó cuối cùng, trước khi người ta đem thiêu, người ta đem chôn, và mình cảm nghe rất là đau khổ. Bởi vì mình nghĩ rằng là bây giờ gọi là ngàn thu vĩnh biệt đó quý vị, sẽ không bao giờ mình gặp cái người ấy nữa. Từ đây về trong cuộc sống sẽ không bao giờ gặp anh của mình, chị của mình, cha của mình, mẹ của mình, thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Nhưng mà thật ra Ngài nói không phải, cái sự chết này nó có tính cách tạm bợ mà thôi. Điều đó có nghĩa là sao? Là cái người mà mình thấy vừa mới chết đó sẽ đi tái sanh rồi, và họ có kiếp, cái kiếp sống mới có họ, và dĩ nhiên khi mà đã có kiếp sống thì phải chết nữa. Sự sống, những ai đã qua đời cũng đang sống đời sống mới của họ, tức là họ đã đi tái sanh rồi. Sự sống đi liền ngay sau sự chết. Người sống đời sống mới này cuối cùng cũng sẽ chết nữa, và cứ như thế tiếp diễn mãi, chết sống sống chết, tiếp chết sống chết. Người ta gọi là vòng sanh tử luân hồi, hay gọi là tiếng vòng tái sanh, hoặc là tiếng Pali gọi là samsara. Chúng ta sinh ra đây rồi, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta tái sinh lại nữa, tái sinh rồi chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta sẽ tái sinh lại nữa, cứ tiếp tục hoài. Vì vậy sự sống này không có bền vững, mà sự chết nó cũng không phải chết luôn, không phải ra, không phải ngàn thu vĩnh biệt, không có vĩnh biệt đâu, chưa đâu. Sự chết không phải là một điều lạ lùng, bởi vì ai cũng phải chết. Nhiều người có thể nghĩ rằng chết là sự chấm dứt rốt ráo của cuộc sống. Là những người Phật tử, chúng ta không nên tin như vậy. Đối với chúng ta, chết chỉ là một hiện tượng tạm thời mà thôi. Không có cái chuyện mà nghìn thu vĩnh biệt đâu. Bởi vì sau này trong cái bài này giảng, Ngài Thiền Sư có nói rằng là
những cái người mà thân bằng tướng thuộc của mình đó, họ ra đi trong kiếp này, họ sẽ tái sanh trở lại và họ sẽ làm con, làm cháu, làm cha, làm mẹ. Và Ngài nói có chi đâu, làm quý vị thấy nè, Đức Phật đó, các môn đề của môn độ, môn đề và môn đệ tử của Ngài đó, rất là nhiều đời nhiều kiếp Ngài nói cho mình nghe đó, khi thì làm cha, khi làm mẹ, khi làm thầy, khi làm em, khi làm anh, khi làm chị. Đó, các quý vị thấy như vậy thì cái sự chết không có vĩnh viễn, sự sống chính nó là bấp bênh rồi mà sự chết cũng vậy. Đức Phật dạy rằng vì chúng ta sống với nhau trong nhiều lần trong kiếp sống này, chúng ta sẽ sống chung với nhau trong kiếp khác nữa. Và trong các chuyện tiền thân Jataka, ta thấy Đức Phật và các đệ tử của Ngài như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan Đa, hay là con trai của Bồ Tát là Ngài Ra Hầu La chẳng hạn, họ đã gặp gỡ nhau trong nhiều kiếp sống khác nhau. Cái chết của người thế tục thực ra chẳng chấm dứt được gì cả. Quý vị để ý chữ thế tục, thế tục là người chưa phải là vị thánh nhân. Vì A-la-hán mà chết rồi đó thì sẽ không đi trở lại nữa, Ngài tịch diệt rồi thì Ngài không có tái sinh nữa. Còn những người thế tục thực ra chẳng chấm dứt được gì cả. Cái chết này nó sẽ là nhân cho cái sanh sắp tới, và cái sanh này là sẽ nhân cho cái tử sắp tới. Cái chết của người thế tục thật ra chẳng chấm dứt được cái gì hết. Vì vậy chúng ta sẽ gặp lại người chết trong những kiếp vị lai. Có câu chuyện ở Mandalay, Miến Điện, có một người đàn bà có chồng vừa mới mất. Bà thương tiếc ông chồng vô cùng nên than khóc không dứt. Chư Tăng được mời tới làm lễ tại Nghĩa Trang để hồi hướng phước báo đến cho người đã chết. Để quý vị xem để ý cái chữ này nói. Chư Tăng được mời tới Nghĩa Trang hay là tới nhà quan để làm lễ hồi hướng phước báo cho người quá vãng. Hoàn toàn không có cái chữ cầu xin. Điều này có nghĩa là mình phải hiểu rằng Đạo Phật là đạo nhân quả. Không ai cầu cho ai được hết trơn. Nếu mà mình nói mình cầu siêu thì mình mong thôi. Mình mong cho người đó được tái sinh vào nơi yên vui. Mong rằng là họ siêu thoát. Cái mong là một cái chuyện thôi. Cũng giống là quý vị gặp bạn bè, quý vị đầu năm mới, quý vị cầu mong cho người họ được an vui, mạnh khỏe, được sức khỏe, được giàu có. Nhưng mà đó là quý vị mong thôi. Không phải là mình nói cái mà họ giàu, mình nói cái họ được sức khỏe. Không. Muốn giàu có, muốn sức khỏe thì nó đòi hỏi có một cái nỗ lực làm việc hoặc giữ gìn sức khỏe. Vì vậy Chư Tăng được mời tới Nghĩa Trang làm lễ để hồi hướng phước báo cho người đã chết. Nhưng vì bà ta khóc quá đi, thành ra Chư Tăng không có tụng kinh làm lễ được. Trong số Chư Tăng làm lễ có một vị trưởng lão cao hạ, Ngài tới và nói với bà như thế này. Thấy bà khóc dữ quá, bà mới nói là bà mà khóc như vậy bà không gặp lại được ông đâu. Bà khóc như thế bà chẳng bao giờ gặp lại được ông. Nghe thế bà này chợt ngộ ra và nín khóc. Bởi vì bà này hiểu rằng là ông này ông chết, mà nếu mà mình khóc quá thì ông sợ ông tới gần mình nữa, ông sẽ tái sanh nữa mà. Sau đó Chư Tăng bắt đầu làm lễ. Cái bà này nín xong rồi thì Chư Tăng mới làm lễ. Đức Phật dạy rằng trên thế gian này khó tìm ra người chưa từng là ông bà cha mẹ, anh em vợ chồng con cháu của chúng ta. Vậy thì những cái ngày hôm nay mà chúng ta gặp nhau đây là chúng ta là những cái người bà con với nhau rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải vậy không? Không có nhân duyên chúng ta không gặp nhau được đâu. Mà Ngài nói còn khó nữa, khó mà tìm ra một cái người nào mà không có hoàn toàn, không có bà con với mình. Nếu mà không bà con với mình, họ không có tới nữa. Điều quan trọng chúng ta cần hiểu là phải đối phó hay phản ứng thế nào trước cái sự chia lìa này. Tức là mình chết đi rồi mình sẽ chia lìa với cái người thân của mình. Sự mất mát ấy thật vô cùng lớn lao, phải không quý vị? Đối với quý vị lớn lao quá. Ông chồng, bà vợ, đứa con mới đó đó, bây giờ chết rồi. Mình đau khổ cái lắm, sự mất mát này rất lớn lao. Trong khi gia đình có một người ra đi, sự mất mát này làm cho tất cả chúng ta đều đau khổ. Chúng ta nên khóc lóc thương tiếc hay nên tự chủ kiểm soát mình, hiểu rõ sự kiện thực tế và suy niệm về sự chết. Tôi không thể nào khuyên bạn là những người trong gia đình không nên thương tiếc sầu muộn. Đây là Ngài thấy cái bản chất tự nhiên của con người. Đó, ngày hôm qua đó, sư đi đám ở đây rồi thì bà, cái chị mà dâu của sư, chị cũng khóc rất là dữ. Đó, nhất là khi mà ta đọc những cái kỷ niệm liên quan về anh đó. Chị khóc quá chừng qua trời quá đó. Thì Ngài hiểu, Ngài nói rằng tôi không khuyên bạn là những người trong gia đình đừng có thương tiếc, đừng có sầu muộn. Khuyên như vậy thì chúng ta khắt khe quá, có phải vậy không? Làm như chúng ta thiếu tình cảm và chẳng có lý lẽ chút nào cả. Bởi vì than khóc tiếc nuối trước sự ra đi của một người thân yêu là cái chuyện tự nhiên của những người phàm tục như chúng ta.
Như vậy thì nếu mà chúng ta tu tập tới một giai đoạn nào đó, chúng ta trở thành một vị thánh nhân, chúng ta sẽ không khóc nữa. Tại sao mà không khóc? Là tại vì biết, mình biết rằng cái người thân nhân của mình họ đã đi tái sanh rồi, và cái xác này nó chỉ là cái xác vô dụng mà thôi, không còn gì nữa. Cái thân này nếu như gỗ mục vứt bỏ, vô dụng, không còn làm được cái gì nữa. Đó là cái lời của Đức Phật nói. Ở trước đây sư có đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện, gọi là quý vị sẽ nghe, cái sự sắp sửa nghe, là trong trong cái bài pháp này Đức Phật ngài nói là ngài kể cho mình nghe, vị trưởng lão này kể cho mình nghe một cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Và tiền thân của Đức Phật bây giờ là một vị nông phu đó, mà con chết mà không khóc. Rồi cái vị trời Đế Thích hỏi tại sao mà ông không khóc, con tôi thì nó giống như là cái con rắn vậy đó, con rắn tới mùa thì nó lột vỏ lột da, và khi mà nó lột vỏ lột da thì nó bỏ cái da này nó đi, nó lột cái vỏ này nó bỏ nó đi đi ra, nó không có thèm để ý gì tới cái này nữa. Như thế nào thì cái người chết cũng vậy, họ đi theo nghiệp của họ rồi, cái thân này nó còn nằm đây, cái sắc pháp này nó còn nằm đây, nhưng mà nó sẽ hủy hoại. Còn cái tâm họ đã đi tái sanh rồi, rồi khi mà họ đi tái sanh rồi đó, khi họ tới cái tâm thức là nó đậu ở đâu, thì có một cái phần sắc pháp nó khởi khởi sanh ngay từ lúc đó. Khi một người mà chết ở tại một cái kiếp này chẳng hạn, đi tái sanh vào lòng mẹ, làm người đó, tái sanh vào lòng mẹ đó, thì cái thức nó đi tới, nó vào trong cái bào thai đó rồi, rồi nó kết hợp với cái một cái phần Phật chất rất là nhỏ khởi sanh bởi cái tâm này đi tới đó, và một cái thức này đi tới, thì nó có một cái phần vật chất nó cũng sanh khởi cùng một lúc nữa. Và như trong kinh nói rằng là nó rất là nhỏ, nhỏ vô cùng, nhỏ li ti, giống như cái hạt dầu á, mà mình cầm lên mình rảy rất là nhiều lần, và cái gì mà còn dính còn chút ít trên cái đầu muỗng hay là cái đầu đinh hay là sợi lông của con thú á, quý vị thấy rất là nhỏ, cái gì không, li ti thôi. Đó là cái phần còn lại, đó là cái phần đầu tiên, cái nguyên tố mà sắc pháp đầu tiên mà nó khởi sanh lúc mà chúng ta tái sanh vào lòng mẹ. Tưởng tượng là chúng ta khi mà tới lòng mẹ, chúng ta còn nhỏ hơn cái hột cát nữa đó quý vị. Đó, vậy đó mà trở thành cái bào thai, rồi trở thành con người, rồi trở thành một cái chúng sanh đó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn là chỉ nên nhắc tự chủ, làm kiểm soát sự đau thương phiền muộn của mình. Đừng để sự tiếc thương này làm cho tâm của bạn quá nặng nề khó chịu, rồi bạn bỏ hết công ăn việc làm, bạn bỏ hết chuyện gia đình, chuyện xung quanh của mình mà mình đáng lẽ mình phải lo lắng, mình phải take care. Điều quan trọng là cần nhận ra rằng đây là cơ hội, đây là lúc thích hợp để chúng ta suy nghĩ về sự chết và chấp nhận chúng với tất cả sự hiểu biết. Hãy mà cái người mà không có hiểu sự chết rồi thì tiếc thương vô cùng, khóc lóc rất là dữ. Đôi khi không khóc nữa, cũng đi thuê người khác khóc nữa, để làm cho chúng giống trò mà, phải không? Giống đi ca vậy đó. Khóc rồi lấy tha, lúc đó là tha hồn phát dầu nhị thân đường, để con mắt nó chảy nước miếng, nước mắt ra chứ. Chứ không phải chảy nước miếng, xin lỗi. Họ làm cái đó và họ trả tiền đó chứ quý vị. Chắc là quý vị nghe những cái chuyện đó. Bây giờ tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện tiền thân. Trong trường hợp này, cái người nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này là một cái gia đình có thể là 6 người. Lúc Bồ Tát bây giờ là một nông dân, thì ông vị Bồ Tát tiền thân của Phật Thích Ca đó là có vợ là 2 ha, Bồ Tát vợ Bồ Tát là 2, 2 đứa con, một đứa trai đứa gái, rồi đứa con trai nó có thêm bà vợ nữa, dâu nữa là 5, và thêm một cái người tôi tớ nữa là 6. Người con trai có vợ và người con dâu cũng ở sống chung cùng với gia đình. Trong nhà có thêm một người giúp việc nữa. Một lần nọ, cái người nông phu này với đứa con trai đó lên trên rẫy, gộp tất cả những cái lá khô, mà những cái cỏ khô rồi đó, mà mình đã mới làm, mới cày cua bừa đó, rồi gì đây, nhóm lửa đốt đó. Nhưng mà đốt dè gần một cái gò mối, thì tưởng là cái đó là cái gò mối, tức là gò kiến thôi. Nhưng mà không ngờ trong cái gò đó nó có cái con rắn nó nằm trong. Giận dữ vì khoái cay, con rắn phóng ra và cắn chết người con trai. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát là người nông phu,
Bây giờ bình tĩnh đặt xác con trai dưới cội cây, lấy cội cái áo của mình đắp lên xác con và tiếp tục làm việc như thường lệ. Trong khi mà Bồ Tát đang làm việc như vậy, tức là đang cài cuốc như vậy, thì thấy có một người ở cùng làng với mình đang đi về làng, đi trên đường đi về, thì mới chặn lại, mới nói rằng là đó, nhờ anh đi về gần nhà tôi đó, để nhắn với vợ tôi và mấy con tôi rằng là hôm nay nhớ là chỉ đem một phần cơm mà thôi, và tất cả mọi người nhớ là phải tắm rửa cho sạch sẽ, rồi sức dầu thơm đeo tràn hoa trị tới đây. Chắc có lẽ đây là một cái tục lệ xưa ở bên Ấn Độ. Khi mà mình chuẩn bị mình thiêu ai, là mình làm lễ trà tì, hay là mình làm lễ mà mình đi chôn cất rồi vậy đó, thì người ta sửa soạn thân thể cho sạch sẽ. Đây là cái thói quen nữa, cũng giống như người ta đi nhà thờ đó, quý vị thấy không? Người ta đi nhà thờ, người ta mà gì đây, người ta ăn mặc rất là đẹp đẽ, người ta tắm rửa sạch sẽ, người ta mặc, người ta ăn, người ta sức vô, người ta diện được rất là đẹp đó. Thì cái này ông người nông phu, tức là Đức Bồ Tát, mới dặn hôm nay ấy, nhớ dặn vợ tôi đem có một phần cơm thôi, và trong gia đình ấy, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ. Thì khi nghe như vậy đó, là cái bà vợ bà biết ra rằng là một trong hai người, người hoặc giả là ông cha, hoặc giả ông chồng mình, hoặc giả đứa con mình chết, thì mới hỏi rằng là cái người nhắn với chú là người già hay người trẻ. Thì cái người mà trong làng đó mới nói cái ông già. Như vậy thì bà vợ bà hiểu ngay rằng con mình đã chết rồi. Người vợ hỏi người cùng làng nhắn tin cho mình là ai là người nhắn tin này. Người nhắn tin là người lớn tuổi, là người nhỏ tuổi. Người cùng làng cho biết người nhắn tin là người lớn tuổi. Vợ người nông phu tức thì hiểu rằng con trai mình đã chết. Tất cả mọi người trong gia đình bình tĩnh làm theo lời nhắn nhủ và chẳng hề tỏ vẻ buồn thương chút nào cả. Khi cơm đem đến, người nông phu lấy phần cơm của mình rồi yên lặng ngồi đó ăn, trong khi những người khác của trong gia đình thì đi gom củi để làm giàn thiêu, thiêu xác chết. Họ làm việc trong yên lặng và bình thản. Quá thán phục trước thái độ bình tĩnh của những người này, lúc bấy giờ chỗ ngồi của vị trời đế thích nóng lên. Và khi mà có một câu chuyện mà cái người giữa thế gian này mà làm những cái chuyện mà kêu bằng là tốt đẹp đó, thiện nghiệp đó, là những cái người rất là tốt, mà gặp những cái khó khăn, là gặp những cái chuyện mà rất là không may nó xảy tới, thì thường thường nó làm cho cái chỗ ngồi của đế thích nó bị nóng lên. Vì vậy quý vị nghe thường thường nói là có long thần hộ pháp là vậy đó. Để khi mà nghe mà biết như vậy thì ngày cái vị mà đế thích nhìn xuống coi ở dưới này là có câu chuyện gì xảy ra, thì quý vị nhớ là gì đây, trong một cái câu chuyện khác sẽ có nói là một cái vị A-la-hán mà bị mù mắt đó. Ở đây khi mà ngài, cái người người em của ngài mới gửi một đứa cháu tới để mà dẫn ngài đi về, thì đứa cháu này, thằng nhỏ này, nó xuất gia làm sa di đó, thì nó dẫn đi được nửa đường rồi cái nó thấy có nghe tiếng của người nữ nào đó, cái nó chạy theo nó tới đó, thì làm cái chuyện dâm dục với cô đó, thì ngài biết nó là nó phạm giới rồi đó. Thì khi mà nó quay trở lại thì nó dắt ngài, thì ngài nói ngài không muốn nữa. Ngài nói nãy giờ là mày là sa di mà mày đi tới mày làm cái chuyện bậy bạ với người ta như vậy là gì đây, coi như là mày không có giữ giới, không được, không có tôi không có đi theo, vì những không đi gần những cái người mà không có giữ giới. Mày nói vậy vì A La Hán. Thì thằng này nó nói rằng bây giờ nó làm rồi thì bây giờ nó xả y, thì ngài nói không, con có xả y chăng nữa thì, tại vì kêu ngài bằng bác, con có xả y chăng nữa thì ta cũng tin tưởng con, thì ngài đuổi nó đi. Thì một ngài là người đã mù mắt rồi mà bây giờ cái con đường đi tới kỳ viên tịnh xá để gặp Đức Phật nó rất là xa. Vì vậy nó bây giờ bơ vơ giữa rừng, nó không biết làm đi đâu nữa, thì nó mới động tới trời đế thích. Thì trời đế thích mới đi xuống. Đó, thì quý vị thỉnh thoảng nó có những cái câu chuyện xảy ra như vậy. Và nếu mà quý vị đọc trong kinh Pháp Cú, hoặc giả là quý vị đọc trong truyện Trần Thân, quý vị thường gặp những cái cảnh như thế này. Đó, thì những cái vị này, những cái vị trời đế thích, ta gọi là long thần hộ pháp. Lúc bây giờ quá cảm động, quá là kêu bằng là kính trọng trước cái lòng bình, sự bình tĩnh và yên tâm của những cái người này, thì Đức Trời Đế Thích mới xuống. Người đầu tiên mà Đức Trời Đế Thích đi gặp và hỏi là: người cha, bạn đang chuẩn bị đốt cái gì đó? Dạ chúng tôi chuẩn bị để thiêu một người. Không, làm sao được, không thể là một người chết, hay là ông thiêu một cái con nai, hay là một cái con heo rồi gì, bởi vì tôi thấy có ai mà không có khóc lóc gì hết trơn. Dạ không, dạ đúng ông ạ, là một người chết. Như vậy người chết phải là kẻ thù của ông phải không? Dạ không, là con trai của tôi. Như vậy chắc là nó bất hiếu lắm phải không? Dạ không.
Nó rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu thương nó. Thế tại sao chẳng tôi thấy ông chẳng buồn bã chút nào cả? Dạ thưa ông, cũng như con rắn lột vỏ bỏ đi, chẳng hề nhìn chiếc vỏ cũ để lại. Con tôi bỏ xác thân này để đi đến một cái cảnh giới khác. Chỉ có thế thôi. Quý vị thấy cái người thân mình mà chết mà nằm yên đó rồi đó, thì cái xác thân này thì cũng giống như là cái vỏ cũ của con rắn. Cái người mà chết rồi không còn biết cái gì nữa, không có còn màng gì tới cái xác thân này nữa. Mà cái người chết tự họ không có màng gì tới xác thân, mà mình ngồi đó ô cha mình rên rỉ, mình khóc lóc, mình vật vã, mình bỏ công ăn việc làm. Quý vị thấy vô lý không? Đây là những cái điểm mà Ngài Trần Sư thường nhắc nhở đó, Ngài muốn chỉ cho mình thấy đó. Lại nữa, cái vị nông phu này trả lời: người khi một người chết đi rồi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa đang đốt cháy thay họ, cũng chẳng hay biết gì sự khóc than của thân nhân. Họ đi theo con đường của họ rồi. Đúng không? Ta đi theo nghiệp của ta mà. Tôi rất thích cái bài pháp này là bởi vì sao? Bởi vì nó phản ảnh rất là đúng những cái gì ở trong giáo lý Nguyên Thủy dạy. Và nó rất là rõ giải thích cho mình những cái điểm mà mình tụng mỗi ngày. Ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình, theo ta như bóng theo hình. Ngài nói bây giờ họ đi theo nghiệp của họ rồi, cái xác thân này là giống như con rắn nó bỏ lại à, nó không có còn để ý gì nữa. Thì chúng ta là cái người thế gian mà tại sao mà chúng ta cứ ôm cái xác này chúng ta khóc lóc phải vậy? Tại sao mà chúng ta cứ giãy giụa, chúng ta cứ là đau khổ hoài rồi nhìn cái xác đó để khóc lóc làm ung sùm, trong khi họ không còn biết gì nữa. Trong khi một người chết đi rồi, họ còn chẳng cảm nhận gì được sức nóng do ngọn lửa đốt cho họ. Rồi họ cũng biết ai cũng xung quanh họ có khóc than gì bao nhiêu cũng vậy thôi. Bởi vì sư có một cái ý của sư là rất là nhiều người họ lo cái hậu sự của gì. Họ trả tiền rất là nhiều để mà khi mà chết thì chôn chỗ nào vậy đó. Sư nói thiệt sư không care. Bởi vì mình đi theo nghiệp của mình đó. Bây giờ mình làm cái sao mà trong khi mình sống này mình tạo cho nhiều thiện nghiệp này. Rồi đến khi mình chết rồi cái thân này nó bỏ đó rồi đó, mắc mới chi. Thúi ai chứ đâu có thúi gì mình, phải không quý vị? Quý vị chết rồi, quý vị nằm đó, quý vị xình lên thì thúi là thúi những người xung quanh, thì nó phải tống cổ mình đi chỗ khác, như ở bên Mỹ này nữa. Quý vị mà kêu rồi một nhà thương mà quý vị nói là bây giờ có cái xác nó nằm thú quắc đó là cảnh sát nó tới nó dạt đi, khỏe ra free, không có tiền có bạc gì hết trơn. Dạy chi mà đi trả mấy ngàn đô uổng vậy, có vậy không? Trời Đế Thích lúc bây giờ, đây là sau khi mà hỏi người chồng rồi đó, bây giờ mà quay qua hỏi người vợ, thì quý vị thấy lời, cái lời người vợ trả lời cũng rất là trí tuệ. Người vợ nói rằng là tôi không khóc là tại vì sao? Là tại vì con của tôi chẳng ai mời nó tới. Và khi nó ra đi, nó cũng chẳng cần hỏi ý kiến chúng tôi. Khi mà quý vị mà vợ, ông chồng mà thấy bà vợ sinh, có thai, sắp sửa sinh ra đứa con, đâu có biết là trai gái, phải không? Bây giờ nó còn chỉ cho mình biết là trai gái, sau một thời gian nào đó nó xác nhận cho mình trai gái. Rồi trai thì mình nhận trai, mà gái mình nhận gái, cho mình đâu có đổi được, phải vậy không? Rồi sau này khi mà nó ra đời rồi, nó khỏe mạnh, nó là ương yếu, hoặc là bị tật bệnh là như thế nào đó, là cũng do cái nghiệp của nó à. Chứ mình không làm gì được nghiệp nó mà còn nghiệp mình nữa. Vì vậy bà này nói rằng là cái bà vợ, bà mẹ của cái người mà quá vãng mới trả lời rằng là con của tôi nó tới, nó đâu có hỏi ý kiến của tôi, mà chẳng tôi có mời nó đâu mà nó tới. Và bây giờ nó ra đi thì nó cũng chẳng hỏi ý kiến của chúng tôi có bằng lòng cho nó đi hay không, chẳng bao giờ hỏi tới trời. Rồi cũng bà cũng lặp lại nữa, khi một người mà chết đi rồi thì xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt thân họ. Thì cho dù thân nhân có những người xung này xung quanh mà có khóc than bao nhiêu nữa, họ cũng có chẳng có gì hay, chẳng gì hay biết hết trơn. Bây giờ Trời Đế Thích xoay qua người em gái và hỏi: đây là ai vậy? Có phải là anh của cô không? Cô có thương anh không? Dạ có chứ. Mà sao mà khi mà anh nó chết mà cô không khóc? Dạ thưa, mà nếu mà tôi khóc á thì tôi sẽ gầy còm ốm yếu, thân nhân và bạn bè của tôi sẽ lo lắng buồn khổ vì tôi như vậy. Tôi sẽ làm cho cái sự đau khổ của người thân của tôi là tăng thêm nữa. Bây giờ mà tôi mà khóc lóc, mà tôi vật vã thì tôi sẽ là ốm yếu, tôi sẽ đau đớn bệnh hoạn. Một người trong nhà đã có một người chết rồi, bây giờ có một người đau nữa thì cha mẹ tôi sẽ lo lắng vì vậy tôi không khóc. Và cô này cũng nói nữa, hễ mà cái người mà chết đi rồi thì không có còn cảm nhận gì cái ngọn lửa đang đốt mình, cũng không còn biết là người thân nhân xung quanh mình đang khóc lóc nữa. Quay qua bà vợ,
Trời Đức Thích hỏi, cô ta trả lời, Thích hỏi, cô là vợ của ông kia mà, cái người chết mà. Thật ra cô không thấy cô khóc vậy. Bị chồng cô không thương cô hay sao? Cô sống không hạnh phúc hay sao? Dạ có chứ. Nhưng mà khi tôi đau buồn, tiếc thước khóc lóc cho người chết, chẳng khác nào trẻ con khóc cho mặt trăng khi đầy khi khuyết. Điều này chẳng có ích chi cả, vì vậy tôi chẳng khóc thương. Một đứa trẻ con mà thấy mặt trăng tròn thì nó thích, nó cười, nó nói. Mà nó thấy mặt trăng mà khuyết đi rồi nó khóc lóc, nó không có vui. Trẻ con khóc cho mặt trăng khi đầy khi khuyết. Mặt trăng thì cái chuyện tự nhiên của nó khi đầy khi khuyết mà, có vậy không? Chỉ có đứa trẻ nó ngu ngu dốt, nó mới không biết, nó mới khóc, nó mới đòi mặt trăng cho tròn. Hoặc giả là khi mặt trăng mà khuyết rồi nó không có chịu. Thì quý vị thấy như vậy thì là nếu mà tôi khóc thì tôi như thằng bé khùng, thằng nhỏ đó là khùng khùng đến điên, chẳng phải bình thường nữa. Về mặt trăng mà khóc, mặt trăng tròn thì mừng, mặt trăng khuyết thì khóc. Rồi thế cuối cùng xuyên qua hỏi cái câu mà gì đây, cái người cuối cùng là cái người tôi tớ trong nhà, mà hỏi cái người mà chết đây có phải là gì của cô nó vậy đây, ông này là chủ của tôi đấy. Thế chủ của cô không có thương, không có đối xử tử tế với cô, và cô cũng thương chủ của cô. Dạ có chứ, làm sao không khóc đây. Bình đã vỡ thì chẳng thể nào đựng nước được, không thể nào làm cho người chết sống lại dầu có phép thần thông đi nữa. Một cái bình đựng nước mà khi nó vỡ rồi thì đựng đâu nước được, đâu có đựng nước được, phải không? Dù có làm phép thần thông là cũng không gắn cho cái bình nó sống, nó lành trở lại để cho mình đựng nước. Như thế nào thì cái người mà đã chết đi rồi thì như thế. Vì vậy tôi không khóc, bởi vì tôi thấy nó vỡ rồi, bình đã vỡ rồi thì thôi rồi, xong xuôi rồi, phải không? Một cái bình mà đã bể tan nát rồi thì mình không có làm gì được, nó rớt xuống đất, nó rớt thì cũng giống như tôi nói nước bọt, khi mà nó rớt xuống đất rồi đó thì mình cũng không làm gì được nữa. Như thế nào, đây là những hình ảnh cho thấy rằng là không có làm gì được hết trơn. Họ chết, họ đi theo cái học chuyện của họ thôi, không có làm gì được. Và cuối cùng thì cô này cũng lặp lại là khi một người mà đã chết đi rồi đó, thì bây giờ mình có thiêu, có đốt, có họ, mình có chôn, họ không cảm nhận gì nữa. Nói tới đây là sư nhớ, trong khi mà sư đi qua Texas này, trên đường đi đó có một cái chú chở sư đi xe trên xe. Thì chú hỏi rằng là, chị thưa sư, khi mà mình chết á, mình nên thiêu hay nên chôn? Ông sư hỏi tại sao mà chú hỏi vậy? Tôi nói trời ơi, thiêu con thấy ghê quá sư ạ. Người nó đốt, nó phồng lên, nó cong que, nó làm, nó co quắp, nó ghê gớm quá, nóng quá. Sư nói còn mình chôn thì nó ngột lắm à, phải không? Ở dưới đất mà đạp lên, đạp ầm ầm ầm, do đó ngột, chịu sao nổi. Đó là chưa kể xuống dưới đó là dung dế, với nó đầy hết trơn á. Đúng cái chỗ nước nó vô, nó đục hòm nó vô, nó ăn rồi. Nó như vậy nhưng mà con thôi kệ, nó chôn hơn là con thiêu à. Thiêu nóng quá à, nóng. Cái gì thêm, nghĩa là những người này đó, mặc dù là sắp sửa chết rồi mà còn suy nghĩ những cái chuyện như vậy đó. Điều này họ không hiểu thế nào là cái không có mà cái người lái xe chứ sư đi nói là Phật tử cho quý vị thấy không? Vì vậy cái cuốn sách này gọi là hiểu biết trọn vẹn này. Ông sư có nghĩ là ông dịch cái cuốn này là ông để cái đề tựa là hiểu biết trọn vẹn, hiểu thức cho đủ, cho đúng những cái gì mà Đức Phật dạy. Khi mà hiểu đúng rồi thì đâu có nói kiểu đó, phải vậy quý vị? Hiểu đúng rồi thì mình không có lo gì cái chuyện là mình sẽ chết phải như thế nào nữa. Bởi vì cái thân xác của mình đâu có biết gì nữa, không biết gì hết trơn nữa. Có đốt cháy là mình cũng biết, có chôn xuống dưới đất là mình cũng không biết. Rồi bây giờ đây mà ngọn lửa mà thiêu đốt thì không biết, rồi cũng chẳng cảm giác gì nữa. Rồi bây giờ có đứng bên mà khóc lóc than thiết thì cũng vậy thôi. Đó, thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó thì mình sẽ tránh những cái chuyện này. Dĩ nhiên thì Ngài nói rằng là tôi không thể bắt quý vị đừng có buồn, mà quý vị buồn nhưng mà quý vị biết hiểu. Khi mà quý vị hiểu rồi thì cái cơn buồn quý vị nó dịu xuống. Trời Đế Thích lúc bây giờ rất khoan hỷ trước câu trả lời của năm người này, bèn nói với họ: các người ơi, từ nay trở đi các bạn không còn phải làm lụng quá khó nhọc để kiếm ăn hàng ngày nữa. Ta sẽ giúp cho các bạn đầy đủ của cải để sống hạnh phúc tu hành cho tới khi mà thân hoại mạng chung đến hết cuộc đời của các bạn. Trời Đế Thích khi mà ông thích quá rồi thì ông nói thôi đừng có làm ăn gì nữa, để tôi giúp quý vị phương tiện. Tại sao người nông phu bị Bồ Tát tiền thân của Phật Thích Ca rất bình thản trước cái chết của con mình? Theo chú giải, tức là khi mà có một bài kinh rồi thì có những cái phần gọi là chú giải là
giải thích đó quý vị, explanation đó. Rồi đôi khi cái lời giải thích rồi cũng khó hiểu nữa, bởi vì tới những cái vấn đề nó rất là khó khăn phức tạp đó. Rồi các vị mà chú giải đó, nói ra rồi mà người ta vẫn chưa hiểu thì nó có chú giải của chú giải nữa, giải thích lại thêm lần thứ hai thứ ba nữa. Tại điều đó quý vị thấy là đọc kinh chưa chắc là mình đã hiểu đâu. Đôi khi mình cầm kinh mình đọc mình tưởng đâu mình hiểu, nhất là những cái kinh mà kinh là trường bộ kinh, trung bộ kinh đó, thì phải có những người mà họ học, họ hiểu, họ được giải thích, rồi họ học, rồi họ rút kinh nghiệm, rồi họ đặt giải lại cho mình tìm mấy ra mình hiểu. Mà ngay cả như vậy nữa thì quý vị thấy không, trường bộ kinh, trung bộ kinh học giải là các kinh mà Đức Phật dạy, nó cũng dạy trên đại học là những cái người mà có trình độ không à, chứ còn mà những cái người mà lao động bình thường nó nói cũng chẳng hiểu gì hết, thì đủ biết là cái lời của Đức Phật dạy nó rất là khó lãnh hội, dành cho những cái người mà phải có trí tuệ nó mới ra được. Thì mình thấy năm cái người này đó, năm sáu người này đó, kể có người mà chết nữa thì chắc chắn là họ đã tu hành rất là nhiều rồi, bây giờ mới gặp Phật, mới sinh ra trong cái gia đình mà có một người mà trí tuệ như vậy. Nhưng mà người ta đặt cái câu hỏi trước tiên là tại sao mà cái vị Bồ Tát, là theo chú giải thì Bồ Tát luôn luôn dạy cho những người trong gia đình mình về sự chết theo, do đó mà cứ dạy hoài, nói hoài, giải thích hoài về sự chết, do đó người nào cũng bình thản. Bản chất của sự chết, bản chất của vô thường, bản chất của sự hoại diệt các sự vật trên thế gian, chúng ta phải thực hành phương pháp suy niệm về sự chết. Suy niệm về sự chết giúp cho chúng ta thực tập thêm thiền minh sát nữa. Đó đôi khi mà quý vị thấy, quý vị trong khi mà quý vị tập thiền, quý vị thấy những hình ảnh nó khởi sanh trong tâm quý vị, làm quý vị sợ hãi. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, nếu mà cái người nào mà cái pháp hành nó chưa có bén, không có quan sát được cái sự sợ hãi, thì mình suy nghĩ về sự chết. Cái này cuối cùng nó cũng chết, mình cuối cùng cũng chết. Sự sống nó rất là bấp bênh, mà sự chết nó chắc chắn là mình cũng sẽ chết như tất cả mọi người. Thì cái sự mà cái bằng suy niệm về sự chết đó, nó trợ duyên, giúp đỡ cho cái phần thực tập thiền tứ niệm xứ. Chuyện tiền thân trên quý vị biết lúc nào mà chúng ta nghe được không? Cứ mỗi câu chuyện tiền thân, một câu chuyện Sataka mà chúng ta nghe lại trong kinh đó, thì nó có cái nhân của nó. Tại sao mà Đức Phật đem quá khứ của ngài ngài kể cho mình nghe? Quý vị thấy là không phải là tự nhiên mà Đức Phật đâu, phải có một cái nhân gì đó. Rồi Đức Phật ví dụ chẳng hạn như có một vị sư mà tham lam, thì Đức Phật nói rằng không phải ông này đâu, kiếp này đâu, mà nhiều kiếp trước ông đã làm như vậy như cái nọ. Hoặc giả là một vị sư mà cống cao ngã mạng, xem mình là cao hạ lớn hạ, rồi các vị mà trưởng lão đi tới thấy cái vị lớn tuổi rồi quyết xuống lại, rồi ông cũng để cho người ta lại luôn. Đây là trường hợp những cái vị sư mà cái bằng lớn tuổi rồi quý vị, nó đi vô trong chùa, rồi các vị sư mà nhỏ hạ hơn nhưng mà cao hạ hơn mình, tu lâu hơn mình. Ví dụ chẳng sao một sư mà mới có 30 tuổi thôi gặp sư 70 tuổi, ông mới tu ngày hôm qua, ông này thấy ông già quá, sợ tắc là sợ ông tu cao quá là cúi xuống lại, ông để yên cho lại luôn. Thì chư tăng mới bạch Phật, hồi thời kỳ Đức Phật còn tài xế đó quý vị, chẳng phải nói bây giờ. Đức Phật nói ông không phải kiếp này đâu, nhiều kiếp trước nữa ông cũng đã làm như vậy rồi. Đó thì Đức Phật kể những cái chuyện từng thân cho mình nghe. Chuyện từng thân trên Đức Phật kể ra để nhắc nhở và dạy dỗ cho một người đàn ông vừa mới mất con. Ông ta quá âu sầu, than khóc mãi tới nỗi chẳng còn làm được việc gì hàng ngày. Đó là cái thái độ mà mình cần phải tránh. Uồn khổ quá, khóc tới tê liệt người luôn. Từ bài học này chúng ta hãy cố gắng kiểm soát sự lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc để giảm thiểu chúng. Tôi không bảo bạn đừng buồn, tôi không bảo bạn đừng sầu, nhưng tôi muốn khuyên các bạn hãy cố gắng giới hạn, đừng để âu sầu vượt quá lĩnh vực của nó. Đây là lời khuyên mà ngài nói cho những cái người mà không hành thiền. Còn khi mà các quý vị mà thấy tâm mình buồn, tâm mình khổ, tại sao mình không duy trì chánh niệm để mình biết đó? Hoặc giả là mình duy trì chánh niệm mà tâm cái cơn buồn phiền nó vẫn tiếp tục phải, thì mình coi chừng cái sự suy nghĩ của mình. Suy nghĩ gì đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ người chết rồi mình đau khổ quá, là mình suy nghĩ về cái chuyện quá khứ mình với họ như thế nào, và là mình nhớ tới những cái giây phút mà yêu thương mà dính mắt với nhau đó, rồi mình buồn, mình phiền, mình đau khổ vì mình tiếc nuối những cái kỷ niệm mà tốt đẹp đã xảy ra giữa là hai người chẳng hạn, hai vợ chồng chẳng hạn. Đó thì là gì đây, nếu mà như vậy thì mình hãy duy trì chánh niệm để mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, rồi mình quan sát cái trạng thái tâm lo âu buồn phiền của mình. Đây là cái pháp hành tứ niệm xứ đó. Còn mấy cái người mà không có tu á, thì trong này thì cái vị thiền sư này mới nói rằng cố gắng giảm thiểu
Tôi không bảo bạn đừng u sầu, nhưng tôi muốn khuyên các bạn cố gắng giới hạn, đừng để u sầu vượt quá lĩnh vực của nó. Lúc bây giờ mình phải tư duy thôi. Thôi chết thì ai cũng chết. Thật ra là cái thân này mình sống như vậy, nhưng mà cái chết này gọi là suy niệm về cái chết. Thì quý vị, cho dù là quý vị tập thiền tứ niệm xứ, hoặc giả là quý vị sử dụng những cái tư duy chân chánh này để đè nén những cái u sầu trong nội tâm mình, thì quý vị thấy không, quý vị phải tiếp cận Phật pháp, cái quý vị không có thể tự mình mà làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình thương cái người mà ra đi rồi, nó mạnh ghê vô cùng trời đó, bởi vì họ là người thân của mình mà. Quý vị ra hai vợ chồng mà sống mà tới bốn bốn năm chục năm, làm sao mà không có dính mắc đây, dù có cãi qua cãi lại, nói tới nói lui vậy cho mà thương vẫn thương như thường. Nó khổ là khổ chỗ đó đó. Rồi đó là vợ mình, đã chồng mình đôi khi mình thương không không nhiều, phải không? Bởi vì cãi nhau sùm sao thương được, không quýt qua quýt lại hoài, thành làm đôi khi mà sao mà thương thương hoài được. Mà có nhiều người mà sống với nhau là mấy chục năm rồi đó, vợ chồng nói nhau cái bằng đốt chát nhau à hoài à. Tại vì sao? Nó quen quá rồi, rồi thấy thói hư tật xấu của nhau nữa. Nhưng mà con mình là cái gì? Cái quý vị mà có một đứa con mà đứa con mình vẫn còn trẻ rồi nữa, nó học hành rất là giỏi, tự nhiên đùng cái nó chết là quý vị thấy không? Trời ơi, quý vị chưa có con mà suy nghĩ chắc là đau khổ ghê lắm, có vậy không? Thì mình hiểu rằng là cái tâm của con người ta nó vì cái tâm dính mắc với nó, vì nói rằng là con mình nó còn trẻ quá, nó không sẽ chết. Mà mình đâu có hiểu, một người khi mà đã sinh ra rồi là phải chết rồi, quý vị đã đi tới thì phải cũng phải đã khởi sanh thì phải hoại diệt. Đó là cái lý tự nhiên của đạo Phật, ngài Đức Phật ngài nói. Thì cái chi mà sanh khởi rồi thì phải hoại diệt, sanh khởi rồi hoại diệt. Chúng ta đã ra đây rồi thì chúng ta phải chết rồi. Hoặc giả là già, hoặc giả là trẻ. Và cái sự chết nó đứng sẵn rồi mà. Thì ta đây sự chết sẵn dành, sẵn dành cái sự chết rồi. Một số người không thể dễ dàng bình thản trước sự ra đi của người thân, đặc biệt là trường hợp người thân chúng ta mất đi trong một tai nạn rất là thảm khốc, mất đi lúc mà còn trẻ tuổi, lúc mất đi mà lúc nó còn học hành, hay là nó còn sức sống rất là mạnh, rồi nó chết. Quý vị thấy bây giờ mình có một đứa con nó đang đi học trường đại học rồi vậy, nó đang học hành, nó sống mạnh, cái sức sống nó rất là dữ vậy đó. Nó có bạn bè, nó hứa hẹn với mình là Christmas and New Year, là một cái dịp nào đó nó sẽ trở về nó thăm mình. Nó đùng cái nghe nó chết, trời ơi. Chết là chẳng có ai, bây giờ bạn phiền trách ai bây giờ đây? Bạn phiền trách ai bây giờ vì cái chết của người thân của mình? Bây giờ mình có một đứa con mà nó chết rồi, mình đau khổ, mình buồn lắm. Bây giờ bạn trách ai đây? Chẳng có ai để bạn phiền trách ngoại trừ cái nghiệp của người ấy mà thôi, phải vậy không? Không còn cách nào mà để mình giải thích được cái trơn. Tại sao mà nó bỏ nó đi như vậy? Tôi thương nó dữ lắm mà. Tại sao mà có nhiều người còn nghĩ là tại sao mà những cái đứa con mình thương nhiều nhất hãy bỏ mình nó đi, làm như những đứa mình ghét là không phải con của mình á, cái gì thấy không? Tôi kêu còn mong cho mấy đứa mình ghét chết cho mau cho rồi nữa. Còn những đứa mà mình thương là mình muốn nó ở mãi rồi, nhưng mà không. Cái luật nhân quả nó vận hành theo à, nó đi theo nghiệp của nó, mình đi theo nghiệp của mình thôi à. Cho mình không có muốn được cái gì hết trơn. Vì vậy quý vị thấy không, càng tu tập, càng học thật nhiều, càng hiểu biết nhiều thì cái tâm mình nó bớt, nó nhã. Nó mới gọi là bớt khổ là vậy đó. Thì mình hiểu tất cả những cái gì nó xảy ra là đều là những cái hiện tượng tự nhiên. Nó những cái luật tự nhiên của thế gian này. Nó sanh khởi thì mới nó hoại diệt, nó tới rồi nó phải đi. Trong cái vui nó sẽ có cái vui rồi nó sẽ buồn, nó sẽ tới. Trong cái hợp rồi nó sẽ có cái tan, thấy không? Mình nói vậy thôi mà khi mà câu chuyện nó tới rồi mình cũng buồn cũng khổ như thường. Chết là định luật chung của mọi người, đây là một định luật rất khắc nghiệt, không dành riêng ân huệ cho một ai cả. Bây giờ nó con tôi trẻ nó chưa chết không? Nếu mà có nghiệp mà nó tới rồi thì nó phải chết rồi. Nó đang khỏe mạnh mà. Chết gì kỳ vậy không? Khỏe mạnh là khỏe mạnh thôi. Thế mà tuổi thọ nó chấm dứt là nó phải ra đi. Bạn không thể trả giá hay mặc cả với nghiệp được. Hay bạn xin nghiệp cho bạn một cái đặc ân nào cả? Không. Đây là một cái định luật rất là khắc nghiệt. Ngài nói vậy đó. Thì đúng đúng thời vụ, đúng mà nhân duyên của nó rồi là nó sinh à, nó làm việc à. Nó làm việc một cách tự động, một cách máy móc, mình không có làm gì được, mình không có muốn trả giá, mình không có mặc cả gì với nó được. Là mình cũng xin nó được một cái ân huệ nào cả.
Những gì đã làm trong quá khứ, chúng ta sẽ gặt hái kết quả trong hiện tại hay trong tương lai. Một cách làm giảm những thiểu ưu buồn phiền hiện hữu là hãy suy tưởng như thế này: người thân ta chết là do nghiệp của họ. Bây giờ ta khóc lóc thương tiếc. Sự khóc lóc thương tiếc này có đem lại lợi ích chút nào cho họ không? Chúng ta ai cũng biết rằng uất ức than khóc chẳng đem lại lợi ích chi cho người chết cũng như cho người sống. Vậy thì khi có người chết trong gia đình, chúng ta phải làm gì đây? Đó, Ngài nói một cái câu đó để Ngài đưa tới một cái phần kế tiếp, là Ngài nói bây giờ làm cái gì này? Khi có một người mà chết trong gia đình của mình thì mình phải làm cái gì? Mình biết rất rõ là khóc lóc than tiếc thì cũng chẳng lợi ích gì hết. Bởi vì khóc lóc thương tiếc cái người kia không có sống lại được, mà làm cho mình đau khổ buồn phiền uất ức nữa mà không có thay đổi gì cả. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Đối với người quá vãng, trước tiên, cách duy nhất có thể giúp đỡ người quá vãng là hồi hướng phước báo tới họ. Bây giờ mình làm được một cái phước đức gì đó này, mình hồi hướng công đức của mình tới họ. Và trước khi hồi hướng phước báo, chúng ta phải có làm phước chứ. Bởi vì chúng ta chỉ có thể chia những gì mà mình có mà thôi. Đó là lý do tại sao mà trong những cái buổi mà đi đám ma như vậy, thay vì đọc kinh EA nói rằng để mà cầu nguyện cho cái người chết được vãng sanh, thì sư mời hết tất cả Phật tử cùng đọc kinh với sư. Đọc những bài kinh bình thường thôi, đọc kinh Tam Bảo, đọc những bài kinh mà suy nghĩ về sự chết, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Đó, mình đọc rồi mình chú tâm vào đó, thì cái định tâm này nó là một cái dạng là kêu bằng thiện nghiệp đó. Rồi mình trước khi mà mình đọc kinh rồi mình xin giới, hoặc giả là sau khi mình đọc kinh xong rồi mình ngồi thiền, hoặc giả là trong khi mà người chết rồi mình làm phước bố thí cúng dường, rồi mình hồi hướng phước đức cho người đó. Đó thì cái cách Ngài nói là đối với người là quá vãng là vậy. Thì quý vị thấy có nhiều người hỏi sư cái cúng đó, cúng thực hiện Việt Nam mà cúng cơm đồ đó vậy đó. Quý vị thấy cúng, quý vị để lên đó vậy thôi chứ quý vị làm sao mà kêu họ ăn được? Bây giờ họ tái sanh và làm ngạ quỷ chẳng hạn, họ hưởng được cái phước hồi hướng thôi ạ. À, quý vị để bàn đây là thôi. Đó là chưa kể rồi quý vị đôi khi quý vị để lên bàn, đôi khi có những cái văn nhân khác nó lại nó quỷ. À, những người mà mình muốn hồi hướng họ không dám tới đâu, họ là ma mới mà, ma mới là ma cũ, nó lại nó xong lại nó ăn hết. À, khi nghe một cái thầy Bắc Tông, cái thầy đi cúng, cái thầy nói nó giành nhau ghê lắm. Thế đó, đây là cái chuyện mà cái bằng là invisible, vô hình, mình không có dám nói được. Nhưng mà trong kinh mà Đức Phật Ngài nói, Ngài có khuyên mình cúng đâu, bưng lên rồi bỏ xuống vậy thôi. Nhưng mà trong tục lệ, trong phong tục Việt Nam mình thì ta cúng ghê lắm, cái vậy không? Chết người ta cúng cúng cơm cúng đồ này, rồi cúng 49 ngày, rồi cúng thấp cũng đồ đủ thứ chuyện cúng rồi. Thì nếu như mà chúng ta là cái người Phật tử mà hiểu được giáo lý thì chúng ta không có cúng, chúng ta cũng không mời thầy tới cúng nữa. Bởi vì sư đứng đó sư đọc kinh đọc thì có phước của sư thôi chứ làm sao. Thì bây giờ đọc xong rồi phải nhớ hồi hướng cho người quá vãng. Thì nếu mà sư đọc kinh được thì mình đọc kinh cũng được, tốt tiện chi vô ích vậy, phải vậy không? Để tiền bỏ túi rồi quý vị đi làm phước có phải sướng không? Còn có phước nữa, còn quý vị kêu các sư tới tụng mà bây giờ quý vị thấy đâu có phải là rẻ tiền đâu, quý vị đi hỏi coi thử bậc trăm bậc ngàn không ạ. Các sư nói không phải là sư phê bình chỉ trích ai trơn, mà sư nói mình dựa vào trong giáo lý của Đức Phật mà nói. Cái sự cúng quẩy, cái sự mà cầu để cho người siêu sanh cực lạc, mấy cái đó không có, không có làm được. Hoài Chân đã nói là nói, tức là mình nói vậy thôi, mình cầu xin cho cái người được tái sanh vào nơi yên vui. Đó là mình nói, cũng giống là đầu năm quý vị gặp cái người mà tết nhất của quý vị, gặp bạn bè quý vị cầu chúc cho họ sức khỏe, rồi ăn nên làm ra hay là cái gì đó, là quý vị cầu vậy thôi, I wish thôi. Chứ đâu có phải quý vị nói cái họ được liền đâu. Nếu mà nói họ được liền thôi họ đâu cần gì làm hay quý vị. Nếu mà quý vị mà mình nói một cái mà là có liền tiền liền á, quý vị khỏi nhờ tới ông Trump cho quý vị tiền trợ cấp thất nghiệp, quý vị lại đây sư nói trong câu thực. Sư nói là sư nói theo kiểu của sư thôi, còn quý vị cũng không có tiền đâu. Đó là cái thực tế mình thấy rõ ràng mà, thấy không? À, vì vậy đối với người quá vãng, cách duy nhất có thể giúp đỡ người quá vãng là hồi hướng phước báo của chúng ta tới họ. Và trước khi hồi hướng phước báo, chúng ta phải làm phước, bởi vì chúng ta chỉ có thể hồi hướng và chia những gì mà chúng ta có. Tạo phước báo để hồi hướng tới người đã khuất là bổn phận của chúng ta phải làm, và là một cái nghĩa vụ mà chúng ta cần phải hoàn mãn. Người đã khuất luôn luôn trông chờ phước báo hồi hướng của thân nhân và gia đình. Khi chúng ta hồi hướng phước báo tới người quá vãng,
người ấy sẽ hoan hỷ nhận được phước báo của chúng ta. Khác với trường hợp và khác với trường hợp ở thế gian, phước báo này sẽ trả quả tức thì tới họ. Trong thế giới của họ, sự hưởng phước báo ngay tức khắc dưới hình thức thực phẩm, áo quần, chỗ ở. Đây là cái lời của vị thiền sư này nói. Nhưng mà ông thầy của xưa thì ông nói rằng là cũng chưa chắc đâu. Không có gì mà chắc chắn là mình làm phước bây giờ đó mà mình hồi hướng thì thân nhân của mình có thể lãnh được. Có điều chắc chắn là nếu mà thân nhân của mình lãnh không được thì cái tiền đó nó vô trở lại với mình. Cái phước đó nó trở lại cho mình. Nó mất đi đâu hết trơn. Mà tại sao như vậy? Là tại vì ông thầy sư nói rằng là trong kinh nói rằng là chúng sanh là 31 cõi cái gì? Có một cái cõi là cõi ngạ quỷ đó. Thì trong ngạ quỷ nó nhiều thứ ngạ quỷ vậy lắm. Mà trong hàng trăm ngạ quỷ đó chỉ có một loài thôi có thể hưởng được cái phước mà do mình hồi hướng. Thì đây là cái dạng ngạ quỷ là thân nhân của mình. Rồi không có làm những cái tạm, những cái ác nghiệp nặng, nhưng mà khi chết đi rồi dính mắc vào tài sản, dính mắc vào vợ con, dính mắc vào thân bằng cuối cùng đi lăng nhăng. Cái gọi là mấy cái oan hồn đó. Thì mình hồi hướng cho họ, họ sẽ phải nhận được. Nhưng mà quý vị thấy không, cái tình trạng của họ cũng là kêu bằng là đã trả một cái phần cái nghiệp rồi mới hưởng được cái này, chứ còn không phải mà mới mà chết một cái mà nghiệp nó nặng quá thì cũng không đi, cũng hưởng được đâu. Vì vậy cái chuyện mà mình làm phước để cho thân nhân của mình có thể mà cái bằng nhận lãnh được rất là mong manh. Nếu mà sư đọc suy nghĩ cho kỹ sư thấy mong manh quá. Mà nếu mà mong manh như vậy thì làm sao đây quý vị? Thì bây giờ mình phải lo bây giờ thôi. Ngày hôm qua sư trong khi mà sư sau khi đọc kinh cho anh của sư rồi, sư về sư suy nghĩ. Mình mà muốn mà hồi hướng công đức cho thân bằng cũng thuộc của mình thì cũng giống như là cái người mình có một đứa con rồi mà bây giờ nó lập gia đình rồi, nó có vợ, có con, có gia đình rồi mà nó gặp khó khăn á. Nó kêu, nó gọi tới mình, yêu cầu mình giúp đỡ. Quý vị thấy rất là khó phải không? Bởi vì đa phần của chúng ta đâu có giàu có gì mà nó là nguyên cả cái gia đình nữa. Giúp một cách đơn giản thôi. Cái vấn đề của cha mẹ phải làm là khi nó còn nhỏ này. Nó đang còn là ở cái tuổi mà ấu thơ, tuổi dậy thì tuổi nhỏ đó, mình phải dạy dỗ, mình cho nó học hành. Thấy vậy không? Mình đầu tư từ cái lúc mà nó nhỏ. Để nó học hành cho nó có một cái nghề nghiệp cho vững chắc. Rồi nó ra nó tự động, nó tự lo lấy à. Chứ còn nó đợi tới khi mà lấy vợ lấy chồng rồi gặp khó khăn, đi lại kiếm cha kiếm mẹ rồi xin xỏ, hay là bây giờ thất nghiệp rồi, bây giờ không có chỗ ở đó, thay vì ra ngoài hầm cầu ở, về nhà cha mẹ ở, bên sư Mỹ thì đâu có chuyện đó quý vị. Mà mình là một đứa con có trách nhiệm, mình cũng làm như vậy nữa. Chỗ của cha của mẹ mình mà mình tới mình ở như vậy. Ở Việt Nam có thể là may ra là còn nói được, chứ còn ở bên Mỹ này rất là khó khăn quá. Như vậy bổn phận của chúng ta là hãy làm phước và hồi hướng phước báo tới người đã khuất, cho dù người ấy nhận được hay không được, không thành vấn đề. Mình cứ việc làm phước thôi. Vì vậy thông thường khi mà có một người nào mà mất thì sư từng xin cái tên đó, rồi mỗi buổi sáng sớm sư ngồi thiền, sư tụng kinh, rồi sư hồi hướng phước cho người đó. Người đó nhận được hay không sư không biết, chứ bổn phận của sư là làm phước, có phước rồi thì nhớ hồi hướng cho người ta. Hoặc giả là sư khuyến khích các vị cúng dường thực phẩm tới chư tăng, hoặc giả đi làm từ thiện mình giúp đỡ người nghèo, hoặc giả là quý vị có thể giúp một người nào đó bằng cách là quý vị sử dụng cái thời gian của quý vị, sử dụng năng lượng của quý vị để đi giúp người ta vượt qua cái khó khăn, giúp bạn bè của mình nó học hành được, nó học được một cái nghề rồi gì đó đó, thì quý vị tất cả những hình thức giúp đỡ đó đều là thiện nghiệp hết. Bởi vì mình làm với cái tâm không có mong đợi mà, tâm thiện mà, thì quý vị có thể lấy cái phước này quý vị hồi hướng cho thân bằng thân thuộc của quý vị. Bây giờ chúng ta với người quá vãng thì chúng ta cần làm phước để hồi hướng cho họ. Và còn đối với chúng ta thì sao? Đối với chúng ta hãy biến hoàn cảnh xấu này thành cơ hội tốt. Hãy suy tưởng về sự chết. Cứ một lần mà người ta chết là mình nhắc nhở mình. Người ta chết rồi thì sẽ tới phiên mình ấy. Người này đi trước rồi kẻ kia đi sau thôi. Thì mình thấy xung quanh mình mà còn ông lúc đầu thì mình thấy ông mình, bà mình chết, phải vậy không? Rồi tới phiên mình thấy cha mình, mẹ mình chết, đó là người tương đối lớn tuổi. Rồi bây giờ cuối cùng mình thấy là anh mình, chị mình chết, rồi tới phiên mình rồi đây quý vị ạ. Chuông đang gõ rồi đó, cẩn thận đi. Hay lo mà tu tập mà cái bằng mà bồi đức, cái công đức của mình đi. Bởi vì quý vị cũng sẽ ra đi rồi đấy.
Đó, sư tới sư, sư nhìn anh của sư, ông có hơn có sư chưa tới tuổi nữa, ông con của bà dì của sư với sư hai người cách nhau có 10 tháng à. Bây giờ ông ngày nào ông vui vẻ ông mình gặp ông rồi bây giờ đó ông nằm yên. Rồi sư thì sư ưa em có cái thói quen là hễ mà khi nào mà người nào chết rồi sư tới gần cái quan tài rồi sư thấy người đó rồi sư đưa tay sư rờ rắm người vậy đó. Rồi mình buộc hình thức rồi mình cũng quán tưởng ở trong này nữa. Nhắc nhở mình đây sự chết này không? Giờ làm là lạnh ngắt này. Ngày hôm qua hôm kia nó còn ấm còn nóng giờ đây lạnh ngắt này. Người ta thấy xác chết người ta sợ cái lắm. Ngày xưa thì có cái thói quen hễ mà gì đây cái người mà thân nhân mà cho phép là sẽ tới gần sẽ gần được suy tưởng là họ nằm để chết rồi này. Họ cũng gần mình quá rồi này. Dòm trong hòm đó có nhiều người còn trẻ hơn mình nữa mà chết rồi. Có một điều khác nữa là đừng có đi đám nhiều quá xưa. Tại vì sao quý vị? Tại mình đi đám mình thấy người ta chết nhiều quá cái mình quen cái mình hết sợ rồi, nó trở thành giống như là một cái nghề vậy đó. Cái đó là cái đau khổ đó. Mình người ta mời mình tới thấy không để tụng kinh cầu siêu cho thân nhân của người ta, mình làm giống cái job của mình vậy. Để khi mình tới mình làm cái gì thì thân nhân người ta phải cúng dường cho mình chứ, thấy không? Nó quen, nó thành nó thói quen, nó thành cái job. Đó rồi mình không còn reflect vào cái sự mà chết chóc nữa. Do đó mình không có một cái sự nhắc nhở nào cả. Thì cũng giống những cái người mà làm ở trong làm mà lái xe mà nhập hoàng hay là làm mà liệm xác chết các đồ đó trang điểm cho mấy người chết rồi đó, họ làm cái đó làm bổn phận của họ thôi, họ làm cái job của họ, phải không? Họ đâu có suy nghĩ về sự chết đâu. Thành ra khi mình hãy tới gần nó, mình đừng có sợ hãi, mình nhìn nó, mình có thể rờ họ nữa. Thường thường lạnh ngắt đó quý vị, bên Mỹ là lạnh ngắt à, tại vì nó để trong nước đá mà, nhất là Covid này nó để có 2-3 tuần quý vị rờ giống nước đá vậy, nó có gì đâu mà sợ. Rồi mình nhắc nhở mình, người ta chết, mình cũng sẽ chết. Trước mặt mình là một người đó mình mới thấy đây này. Còn còn sống, động còn sinh sống là bây giờ chết rồi này. Thì tới, tới phiên mình cũng chết. Cái câu này đó, sư nghe cái ông thầy mà dạy thiền của sư, ông Tejaniya, ông có nói. Ông nói rằng là trong đời của tôi có hai người mà chết đi á, làm cho tôi học được cái bài học về cái sự vô thường. Đó là ba tôi chết và thầy tôi chết. Thầy tôi chết trước rồi ba tôi chết sau. Và khi mà thầy mà ba tôi chết á, tôi chưa có ý thức được đâu. Tôi vẫn còn biết, tôi biết, tôi hiểu là chuyện chết sẽ tới đó. Bây giờ ông già mình chết rồi, tới phiên mình sẽ chết. Nhưng mà khi mà thầy tôi chết á, thì tại vì tôi kính thầy tôi quá, tôi không đau thương buồn phiền, nhưng mà tôi kính là tôi mất đi một vị thầy để tôi có thể học hành, tôi có thể là gì đó tới để mà ghi phần gì để nhận được những cái phần mà dạy dỗ của ngài được cái nọ. Bây giờ ngài đi rồi cũng giống là cây cổ thụ nó ngã rồi, mình không có nương nhờ được cái bóng mát nữa. Và tôi hiểu rất rõ ràng là ngài là một cái người mà quái đức vô cùng, mà cuối cùng ngài cũng chết. Tôi nghĩ tới Phật nữa, Đức Phật là một cái vị mà kêu là phước báo vô cùng đó. Ngài cuối cùng ngài cũng ra đi. Vì vậy khi ba tôi mất, khi thầy tôi mất, cái bài học mà tôi học là tôi biết chắc chắn 100%, không còn một cái sự nghi ngờ gì trong tâm tôi nữa, là tôi cũng sẽ ra đi. Và tôi cố gắng tôi làm thế nào tôi bồi dưỡng công đức ngay tôi bây giờ tôi sống này. Là tôi thấy là cái mà tốt nhất mà tôi có thể làm đó là tôi thực tập thiền tứ niệm xứ. Càng thực tập thiền tứ niệm xứ, tôi bắt đầu có sự hiểu biết về cái chết, hiểu biết về sự vô thường, hiểu biết về sự thay đổi, hiểu biết cái bản ngã của mình, hiểu biết tâm trạng của người khác để hiểu tâm trạng của mình. Đó thì quý vị thấy. Và ông nói rằng là đôi khi tôi vẫn cảm ơn cái sự chết vô cùng. Lâu lâu tôi đi dự đám tang của vị này vị kia đó, tôi ít đi nhiều, nhưng mà khi cần tôi cũng đi một lần. Thì ông nó có một lần đó, ông đi dự một cái đám tang của một vị trưởng lão bạn của ngài Hòa thượng Sủ Minh, tức là thầy của ông. Thì ông nói rằng là trong khi mà tôi tới thì người ta mời một cái vị pháp sư rất là nổi tiếng, ngài tới ngài giảng về sự chết. Và ngài ngài cũng nói giống như là những cái bài pháp ngài nói rằng là cái chết là đau buồn khổ sở lắm, vì nó tử biệt sanh ly mà. Lúc lúc bây giờ là cái người mà thân nhân nó đau buồn khổ sở lắm, vì cái sự chết nó rất là cái mà nó ám ảnh của người ta. Thì ngài nói về cái sự sợ hãi của cái người thế gian với cái chết. Nhưng mà khi mà tôi nghe cái chữ sợ chết đó, tôi thấy tôi không sợ chết, tôi nghiệm tôi thấy
sự chết không có đáng sợ đâu. Mà sợ thì sợ cái gì này? Làm thế nào mà đừng có tiếp tục chết nữa? Thì quý vị nghe cái đầu cái bài pháp này là Ngài Thượng Sư định nói, cái sự sống vốn rất là bấp bênh, là không có bền vững, mà sự chết cũng thế, tạm thời thôi à. Sự chết tạm thời mà sự sống cũng tạm thời, thì sống tạm thời thì hiểu rồi, và chết cũng tạm thời, bởi vì người sống đó chết đó rồi sẽ sống sẽ chết nữa. Thì Ngài ông Thượng Sư nói vậy thì bây giờ làm cách thế nào để cho kiếp tới mình đừng có chết nữa này, mình chết rồi là mình sẽ đi luôn. Thì ý muốn nói là mình sẽ tu tập như thế nào để mình trở thành một vị thánh nhân. Vị thánh nhân là một khi mà ra đi rồi là Ngài không bao giờ trở lại nữa. Ngay cả khi như sư kể quý vị nghe cái câu chuyện là cái có một cái ông đó, ông người chết, ông gõ trên cái sọ, ông biết là người đó chết đi chết tái sinh về đâu. Đó rồi Đức Phật thấy duyên của ông này có. Đó rồi Ngài không biết làm cái sao đó, rồi ông tới ông gặp Ngài. Ông gặp Ngài rồi cái Đức Phật mới nói, nghe nói là ông có một cái khả năng là ông gõ vào trong cái sọ người một người mới chết rồi ông sẽ biết người đó đi về đâu phải không? Ông nói dạ phải. Thì Đức Phật biểu đem cái sọ của một vị A-la-hán ra, ông gõ gõ ông kiếm ra. Ông kiếm không biết vị này tái sanh về đâu. Bởi vì vị A-la-hán còn tái sanh ở đâu mà kiếm ra được, có vậy không? Rồi Đức Phật hỏi sao? Dạ tôi không biết. Không biết ông này chết đi về đâu. Người mấy người khác thì tôi biết được. Tái sanh của cõi trời, tái sanh của người, tái sanh chỗ này chỗ kia. Còn một vị thánh nhân là khi mà như vị A-la-hán là ngày cuối cùng, kiếp này là kiếp cuối cùng của Ngài, không có trở lại nữa. Cũng giống cái đàn chim bay, nó không có để lại một dấu vết nào hết trơn. Đó rồi cái Ngài Đức Phật mới nói bây giờ tôi có cách tôi chỉ cho ông á. Ông học, muốn học không? Muốn học, ông muốn học thì tôi chỉ cho ông á. Học để mình đoán ra được cái người này chết đi về đâu rồi. Ông nói dạy học chứ, trời đất ơi. Mô Phật nếu mà Ngài chỉ cho con học chứ. Thì Đức Phật mới đi xuất gia đi, thì tôi chỉ. Đó, ông muốn xuất gia. Cái gì có nghe chuyện này chưa? Chưa thầy chưa Chưa à? chưa Ngộ vậy ta. Có nhiều vị chưa không lên trên Google Duo trong cái Phật Pháp Cú Kinh nó sẽ có kể. Thì ông nói rằng là con Đức vì con nghe sư nói rồi có rồi con hả? nghe thưa sư con Ai chưa vậy, ai trả nghe lời sư nói rồi vậy? con vì Vi. Rồi bây giờ câu chuyện tiếp sau ra Vi nói cho nghe thử. thì ổng sẽ bắt đầu ổng tu Tù rồi sao nữa? Trả lời không kêu ra lời cười. Cái ông mới nói với Đức Phật mới nói bây giờ thì tôi xuất gia đi. Xuất gia đi rồi tôi chỉ cho học. Cái ông xuất gia, cái Đức Phật dạy cho ông học thì xuất gia thì học theo Phật thì học cái gì đâu, học để tu để mà giải thoát à. Cái ông đắc đạo quả. À. Khi mà một vị mà trở thành một vị thánh nhân thì cần chi hiểu nữa. Ai đi đâu chuyện của người ta thôi, được mình yên là được rồi, thấy không? Cái vị đắc đạo quả là vị hiểu nhân hiểu quả, hiểu đôi nếu kia không cần phải cần phải tìm hiểu chi nữa đó. Thì gì đây mà quý vị thấy là gì đây vậy đó, cái người mà vị thánh nhân rồi là các ngài đi rồi, các ngài đi luôn rồi. Vì vậy nó suy nhớ là như là có một cái câu gọi là một cái ân đức của Phật. Không biết quý vị đọc kinh Phật, quý vị có một hồng dân hồng anh hồng hồng ân của Phật tên là Sugato. Sugato là người ta dịch là thiện thệ, chữ này chữ Hán đó quý vị. Mà sư nghe một vị dịch ra tiếng Việt Nam là khéo đi không trở lại, tức là một cái vị thánh nhân rồi đấy, sẽ đi và không bao giờ trở lại nữa, gọi là Sugato đó quý vị. Thôi nói vòng 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 cái quên câu chuyện, thôi bây giờ trở lại nha. Bây giờ đối với chúng ta hãy biến hoàn cảnh xấu thành cơ hội tốt. Hãy suy tưởng tới sự chết. Người ấy chết và ta cũng sẽ chết một ngày nào đó. Có thể hôm nay, ngày mai, 5 năm, 10 năm hay 30 năm nữa. Trời ơi, sao mà lâu quá vậy, thấy không? 30 năm nữa, thấy người nào người đấy già khú, già khủ rồi. Chắc nhiều lắm là 10 năm nữa thôi. Trong 10 năm nữa là sư không biết sư còn ở đây nữa không. Này. Linh Dung không biết còn gặp được quý vị nữa không. Này. Là tại vì sao? Là tại vì trời ơi 10 năm nữa nó biết bao nhiêu là thay đổi ra quý vị. Cho dù mình còn sống nữa, không biết mình còn có gặp nhau nữa không. Mà mình còn gặp nhau mà mình còn có muốn để ngồi để mà học với nhau, hay là có muốn mà nghe với nhau này nữa không. Hay là mình oan trái. Có ai biết được lúc nào chúng ta sẽ ra đi.
cái câu này là sư nhớ là ông thầy sư ông nói, nếu mà cái người mà chết đi mà có thể mà nói được, họ cũng rất là ngạc nhiên là họ chết rồi. Có một vị hòa thượng người Miến Điện, quý vị, tên là Tong Pulu, này có cái chùa ở miền Nam, miền ở trên Santa Cruz ở Bắc Cali đó. Rồi ngài đi 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 qua bên Mỹ thì phải đó, ngài đi qua bên Mỹ, ngài đi dạy đạo, thì ngài lớn tuổi lắm rồi, lúc đó là ngài đi qua là ngài cũng 90 mấy tuổi rồi, 96 tuổi. Thì khi mà đi đó có một cái phái đoàn rất là đông đi theo ngài đó, rồi ngài tới đâu rồi ngài cũng là nói đạo nói pháp một chút thôi thì các vị kia take over cái ngài ngồi đó, ngài chứng minh thôi đó. Thì ngài hòa thượng Tong Pulu đó ngồi đó, quý vị biết ngài Jyotika chứ gì, thì Tong Pulu, hòa thượng Tong Pulu là thầy của ngài Jyotika đó. Đó thì là một cái năm đó là suy nhớ là sư mới vô tu à. Đó, thì ngài đi qua bên Mỹ, ngài dạy đạo bên này, rồi cái ngài đi về, rồi người ta mời ngài qua bên Thái Lan ấy, ở đó 2 ngày, máy bay từ từ Mỹ đi qua bên Cali bay qua Thái Lan, rồi ở đó 1-2 bữa, rồi từ Thái Lan đi vô Myanmar, vô Yangon, thủ đô của Myanmar đó, rồi từ từ Yangon đó ngài mới lấy xe, là người ta lấy xe người ta chở, hay đi máy bay sư không biết đi phương tiện gì, đi lên cái Methila chỗ đất của ngài đó. Thì mà khi mà qua Thái Lan đó, thì ngài nói rằng là ngài không có ở Thái Lan lâu, mà phải kiếm cách cho ngài đi bay về sớm bên Miến Điện đó, để ngài tới cái ngài về sớm cái chỗ mà trung tâm của ngài ở Methila của miền Bắc Miến Điện đó, làm công chuyện tới dân con cái ngài mất ở tại chỗ đó luôn. Thì ta rất là ngạc nhiên à, ngài đi về ngài thấy ngài khỏe mạnh quá gì đó, không có khó có một triệu chứng gì mà chết hết đâu. Ngài xuống tới dân con rồi buổi chiều hôm đó là ngày tối rồi, ngài ta dâng nước rồi cho ngài uống xong rồi thôi, ngài nói ngài đi nghỉ, ngài mất luôn. Đó thì mấy sư mới nói rằng là nếu mà ngài còn sống chắc là ngài cũng ngạc nhiên đó. Ngài cũng chuẩn bị lên Methila mà nó đâu có ở đây chi đâu, cái trung tâm ở Yangon là chỉ có cái tạm thời mà thôi, cái tạm trú ở đó rồi sẽ đi lên trên Methila của ngài, trên đó công chuyện đang chờ ngài mà, tới Yangon chết mất tiền. Rồi xin nghe một cái chuyện khác nữa là có một sư đó người Việt Nam, ông mới từ ở đâu ở tỉnh thì phải đó, ông lên trên Sài Gòn, ông đi xin giấy visa để ông đi qua bên Thái ông du học. Mà sư này thì chắc có lẽ là cũng trong tuổi rồi, sư không biết bao nhiêu tuổi mà chắc cũng cỡ sắm mấy 70 rồi. Đó thì sư có gia đình ở Sài Gòn, sư mới đi lên trên Sài Gòn, sư mới nhờ người thân của sư mới chở sư đi tới đại sứ quán của Thái Lan để làm giấy tờ đi visa để đi mà đi Thái học. Đó thì người trong gia đình mới nói rằng là sư ông bây giờ lớn tuổi rồi, thôi bây giờ đi qua bên đó một thời gian rồi đi về sớm sớm đi, tại vì ở bên đó cái điều kiện sống gì mặc dù nó đầy đủ đấy nhưng mà không có con cháu, không có người này người kia lo lắm rồi vậy đó. Tại sư ở chùa thì có con có cháu rồi, khi nó tới nó lo lắm sư này. Đó thì sư nói thì bây giờ tụi mày dẫn tao đi xin cái visa đi rồi tính sau, có lẽ thì nếu được thì tới qua bên đó thì ở một thời gian thôi sẽ đi về được cái nó đó. Thì cái đứa cháu nó dẫn sư đi xin cái visa thì xin cũng chưa có được nữa, tòa đại sứ hẹn là chiều hôm nay thầy trở lại đây thì tôi đưa cái visa cho thầy. Thì ông thầy sư về, sư người ta nói là sư ngồi dưới bàn Phật á, sư ngồi suy nghĩ đó một chút thì chờ chờ gì đây trong nhà dân cơm xong rồi sư lại sư dùng cơm rồi sư sẽ đi trở lại đại sứ quán. Sư cũng dặn là sư nói rằng đem xe tới mấy giờ để rước sư ra đại sứ quán Thái Lan để xin giấy tờ. Ngồi đó mà chưa ăn cơm nữa chết ngay trên ghế à quý vị. Vì vậy người ấy, người ta chết rồi mình cũng sẽ chết một ngày nào đó và một lúc nào đó, nhưng chết lúc nào mình đâu có biết, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm đâu có biết đâu. Có ai biết được lúc nào chúng ta sẽ ra đi đâu, ôi đời người ngắn ngủi làm sao. Nó ngài hòa thượng này cũng nói vậy, mà đời người mà ngắn ngủi như vậy mà sao cái người thế gian này không có tu. Quý vị biết cái câu này là nói ai nói cái câu này không? Cũng đây là một cái chuyện tích pháp của kinh là rất là dài nữa, nhưng mà thôi sư không muốn câu giờ, sư nói ra nhiều quá, để một dịp khác sư sẽ kể cho quý vị nghe. Đời người thật là ngắn ngủi, mà ôi thôi người thế gian cũng chẳng muốn tu để mà vun bồi công đức của mình, ham chạy theo tài sắc lợi danh mà. Đây là những cái câu mà mình nghe hoài trong kinh, mà đôi khi mình đọc mình cũng biết. Khi mà có câu chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình thấy anh, mình, chị, mình như trường hợp của sư chết đó, bây giờ nó bung trở lại, nó dối vào trong người của mình, thì cũng giống như ông thầy của ông
khi mà cha ông chết, thầy ông chết rồi, bắt đầu tỉnh. Đúng rồi, mình cũng sẽ đi như các vị ấy. Cái này còn một đoạn nữa nhưng mà hết giờ rồi, thì bây giờ thôi mình chấm dứt đây đi ha. Quý vị có hỏi cái gì không quý vị? Dạ vâng, dạ thưa mấy anh chị, sư cô, có ai có câu hỏi gì cho sư không ạ? Dạ. Vâng. Dạ vâng, có câu hỏi. Dạ. Hỏi đi. Dạ, con chào thầy. Dạ, con có hai câu hỏi. Dạ, con có hai câu hỏi. Thứ nhất là con thiền á thầy, một ngày thì con thiền một giờ. Chưa, sư có làm cô đi chút được không? Dạ con mở rồi. Dạ. Mở rồi sao không thấy? Cứ mở cho con ơi. Dạ rồi đó. À. Dạ con chào thầy. Cảm ơn hả? Dạ dạ cảm ơn. Dạ. Dạ con thiền mỗi ngày một giờ, nhưng mà lúc trước thì con thiền buổi sáng, bây giờ con chia làm hai, sáng nửa giờ, chiều nửa giờ. Ừ, sao vậy? Tại vì con nghĩ là con ngồi một tiếng thì đúng là con có hơi tê chân là một. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là chia ra như vậy để cho nhắc nhở mình. Khi mình ngồi thiền thì mình cũng có chú tâm, cũng có tự nhắc nhở mình nhiều thứ. Thật ra con muốn hỏi thầy là như vậy thì có nên không, hay là mình nên thiền một ngày một giờ một lần thôi? Cái vấn đề là không phải ngồi bao lâu mà nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục trong ngày. Cái phương pháp này là dạy vậy đó. Ví dụ quý vị ngồi có nửa giờ thôi cũng được, nhưng mà khi mà đứng dậy, khi lạy Phật, khi đi ra đi uống nước, đi nhà vệ sinh, quý vị nhớ duy trì chánh niệm. Cái đó là rất là quan trọng. Nhưng mà nhớ này, khi mà mình đã có thói quen mà mình ngồi rồi đó, mình đừng để cho nó nại lý do để rồi mình đứng dậy cho sớm. À thôi bao nhiêu cũng đủ rồi. À thôi thì mình nghĩ rồi mình tu trong sinh hoạt hàng ngày, mình tập trong khi mình đi nhà vệ sinh rồi cái nọ. Mới đứng dậy cái là lo nghĩ toàn chuyện làm ăn không, phân phức cái tương trơn rồi. Đó, cái đó là cái không được. Cũng cần phải nhớ một điều á, là gì đây, là cái phương pháp này á, không có nói quý vị ngồi bao lâu. Quý vị ngồi bao lâu cũng được theo sức của quý vị. Mà khi mà đã ngồi được rồi, đừng có để cho nó dễ vui nó đứng dậy ha. Đôi khi mình cũng học rất được nhiều bài học trong khi mà mình ngồi lâu đó. Và cái khác nữa là làm sao mà duy trì chánh niệm cho được liên tục trong suốt ngày. Cái đó là cái đáng quý á. Dạ, con cảm ơn thầy. Bây giờ đây Cẩm Vân có thấy không này? Mình người ta thường nói là mình kính trọng Phật á, là có phải mình ra trước mặt bằng Phật mình lạy Phật không? Dạ không. À, rồi mình làm cái gì đây? Mình làm theo lời Phật dạy. Làm theo lời Phật dạy nghĩa là sao? Thì mấy cái mà giữ gìn ngũ giới này, với lại với lại khi mà mình thiền tứ niệm xứ thì mình thấy được những cái gì mà mình làm, bất cứ lúc nào mình cũng thấy được cái suy nghĩ hoặc là cái việc mình đang làm, để mà mình thấy mình thấy là đúng hay sai, để mình có thể là từ đó mình có thể sửa hoặc là mình có thể là làm tốt hơn. Vấn đề là mình phải biết duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày đó. Mà khi mà mình duy trì chánh niệm đó thì ở đâu mình cũng có thể duy trì chánh niệm được. Vì vậy mình kính Phật không phải là trước bằng Phật, mà mình kính Phật ở trong nhà vệ sinh này. Tại vô nhà vệ sinh mình duy trì chánh niệm mà. Nhưng mà con vẫn thấy là thí dụ như mình ngồi thiền thì mình có thể duy trì chánh niệm hơn thầy, tức là mình có tập trung hơn là khi mình đi làm này làm kia. Để ý cẩn thận, tập trung tức là định tâm nhiều hơn. Cái chánh niệm mà trong sinh hoạt hàng ngày khó vô cùng mà mình làm được rất là giỏi. Mình tưởng đâu là khi mình ngồi mình có, nhưng mà có chừng để ý cái này là định tâm chứ không phải là chánh niệm đâu. Vì là tâm nó rất là yên ổn, mình rất là thích cái trạng thái tâm này. Ở trong mà trong khi trong sinh hoạt hàng ngày đó mình tiếp xúc với người này người kia mà mình giữ được cái tâm của mình yên ổn, mình thấy cái tâm sân của mình thấy cái bản ngã của mình, ô mấy cái này là rất là quý. Rất là khó chơi đâu. Con cảm ơn thầy. Vậy con hỏi thầy câu thứ nhì. Hỏi đi. Là con thấy khi mà mình hồi hướng á thầy, khi mình có người mất, người nhà, người thân của mình mà mình làm một cái điều gì để mà hồi hướng, thì theo con nghĩ là người ta mất rồi thì người ta đâu có nhớ tên người ta hay là cái gì nữa thầy. Vậy thì khi mình đọc tên hồi hướng như vậy, người ta có biết không thầy? Đúng ra là ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư lấy một ví dụ như hồi nãy sư nói đó. Bây giờ đó, cha mình chết, mẹ mình chết, bây giờ đi tái sanh làm người chẳng hạn. Kết thúc thì đi tái sanh mà làm người thì cái chủng tử mà làm người nó còn nhỏ quá, nó có biết ăn uống gì đâu mà hồi hướng. Có tên đâu. Cái phần vật chất, cái tâm của mình khi mình chết á, gọi là cái thức tái sanh á,
cái là vô hình nữa nè, thấy không? Mà thức mà tái sinh mà tới đâu á thì cái phần vật chất nó sinh ra đó, và cái này là cái bào thai tương lai này, và nó rất là nhỏ, nhỏ như như hột hột cát hột mè vậy đó, còn nhỏ hơn nữa đó, thì tên tuổi đâu, nó vậy không? Vì vậy trong cái lời mà hồi hướng á, sư khuyên á, các bạn nên hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, không phải nhất là cái người đó thôi, không? À, nhất là cái người đó thôi, chứ còn tất cả thân bằng quyến thuộc mình, trời ơi nhiều đời nhiều kiếp mà mình rất là nhiều thân bằng quyến thuộc, hãy hồi hướng hết cho tất cả. Whoever ready mình cứ, mà không những tất cả các chúng sanh sao để nhận cái phước này nữa. Nhớ Con cũng ha. nghĩ, con cũng nghĩ vậy thầy. Con cũng nghĩ là mình hồi hướng cho, nhất là những người mình mà không có thích đó, không thương á, nhiều khi mình hồi hướng cho người ta thì tự mình cũng cảm thấy là mình bớt cái lòng ghét người Cái này ta. đây đây là một cái vấn đề khác, phải cẩn thận cái tâm của mình nói vậy thôi mà chưa chắc à. À, sư sư biết sư biết có một cái cô trình pháp, thì cô nói với thiền sư bên Miến Điện, cô nói rằng là con ghét cái bà cay đắng à, con gặp cái bà là con muốn giả cho bà một cái mặt à. Nói vậy chứ mà một lần mà con làm phước là con cũng hồi hướng cho bà, rồi muốn mà là rải tâm từ con cũng rải cho bà, nhưng mà con rải xong rồi con cũng vậy, con cũng nối sân với bà như thường à. Thì ông thiền sư cũng nói cái cách này là mình đè nén tâm của mình, nhớ như vậy đó, mình phải cẩn thận mình coi cái tâm của mình. Nếu mà cô hồi hướng thật sự mà sau đó cô không không ghét người ta nữa thì tiếp tục hồi hướng, cũng giống như Con là cái thấy bà con hàng hồi xóm hướng vậy xong thì con cảm thấy dễ chịu hơn này, tức ít thôi, dễ thấy chịu khó lúc đó chịu. thôi, chứ còn mình đâu đã thương người ta đâu được đâu, phải vậy không? Dạ không, chưa thương nhưng mà ít ra mình cũng cảm thấy mình không có để ý tới người ta nhiều nữa này. À thì nếu mình nếu được như vậy thì tốt, nhưng mà làm cái sao mà đừng có ghét người ta nữa, cái đó cái mới hay này. À, mình cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy chấp nhận, mình cảm thấy là không có ghét người ta nữa, nhưng mà bữa nào nó lơ mơ nó tới gần mình đó, mà nó nói cái gì bậy bạ là mình nổi điên rồi, cái đó là có chuyện Con cảm ơn thầy. một lần một lần à. Sư còn một vị cuối cùng được không sư? Thất À, được. được hỏi đi. Mời thất lên tiếng. Thưa sư, con cũng có hai câu hỏi ạ. Cái câu hỏi thứ nhất đó là Đâu cái mặt đâu để sư coi thử sao này. Ấy, cái sao giấu mặt con chào vậy? sư. Con chào sư ạ. Đâu thấy mặt đâu mà chào? À đây hả? Thích cả. Để cái tay xuống để tôi coi cho rõ cái mặt coi thử sao. Muốn hỏi cái gì? Câu hỏi con là lúc mà con thực tập Thích. thiền định á, thì con lúc mà con ngồi thiền á thì giống như là khi mà con định tâm được á, tức là cái tâm con cái chủ đề của con là hơi thở. Khi mà con định tâm được với hơi thở, tâm con không có đi lang thang nhiều nữa, thì và còn sau đó thì con tiếp tục thường xuyên tập, thì tự nhiên con lại rơi vào cái trạng thái là nó buồn chán, nó dễ nó và thì con Buồn bị cái chán, bị cô thức nhớ này, khi mà nó buồn chán coi cái tâm mình nó nghĩ cái gì nó mới buồn chán này. Như vậy tức thì là mình con chỉ thấy thấy cái trạng thái buồn chán mà mình không biết tâm mình nó nghĩ cái gì nó mới buồn chán. Có thể là nó nói ô đây là sự đoán thôi, tâm cô thức chứ không phải tâm cô sư, à, cái bấy nhiêu đó thôi á. À, lâu lâu ngồi nó ồn ồn bây giờ nó yên yên có bấy nhiêu đó thôi á. Ờ à, chán nó tới rồi đây. Tức là khi mà nó chán thì mình phải hiểu tại sao nó chán phải không ạ? Mình để ý cái tâm của mình, để ý tâm mình quay nó suy nghĩ cái gì mà chán, và cái trạng thái tâm chán nó có làm cho mình thoải mái dễ chịu không. Đấy đó là tập á. Thứ nhất là trong khi mình trong khi mình sao Lúc mà con chán thì có lẽ là giống như con lúc mà cái tâm nó vọng động nhiều quá thì giống như là con bị mệt mỏi á, bị à. mệt mỏi, cho nên con muốn tìm kiếm một con cái mục đích con thiền là để cái thời gian đó là để cho cái tâm mình nó bớt Đây, vọng động. đây là cái tâm mong đợi đó, tâm mong đợi đó. Thì Trong lúc cái mà nó phương bớt pháp thiền tứ niệm xứ, hễ tâm tâm buồn, tâm suy nghĩ, đến tâm suy nghĩ rồi trở lại cái hơi thở của mình. Đó nó làm việc của nó mà. đó là cái giai đoạn mà con thấy cái tâm con cứ 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 nhiều suy nghĩ có con nó trở lại, nhưng lúc mà con trở lại được nữa, tức là con nói là con có cái được cái định tâm, tức là tâm con nó không phóng đi nữa, thì con có được cái định tâm thì tức là con cứ ở với cái hơi thở, thì con mới đầu con thấy chán, mà lý do con thấy chán là tại vì
hơi thở đâu có gì đâu mà mình cứ quan sát ngày này qua ngày nọ. Cái thời gian đầu thì con thấy cái tâm mình nó êm êm thì con rất là con cảm thấy thân tâm mình nó thoải mái. Nhưng mà sau đó con lại tiếp tục thiền với cái định tâm đó thì con bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản. Và chán nản là bởi vì con muốn thêm cái nữa. Tại vì muốn thêm cái gì khác nữa. Cô muốn thêm cái gì khác nữa, do đó là cô chán. Vậy đừng có muốn cái gì hết trơn, cô từ từ đi. Cô càng càng tâm của cô mà càng mạnh thì cô càng gì đây, gì đây, cô sẽ hiểu rất là rõ. Ví dụ như trong hơi thở đâu phải một hơi thở, trong có nhiều hơi thở trong đó. Cái đó cô đã thấy đâu, phải không? Mới tới mấy em chút cái cô đòi thêm nữa mà không được cái cô bực à? À, con nghĩ là con không phải con đòi thêm cái gì hết á, nhưng con không đòi thêm sao chán? Dạ. Không đòi thêm sao mà nó chán? Muốn thêm cái gì nó mới chán chứ. Con cũng không hiểu con có muốn đòi thêm cái gì không nữa, nhưng mà cứ khi mà con có định tâm được với hơi thở rồi thì con cứ tiếp tục thiền đều đặn mỗi ngày nữa, mỗi ngày đều đặn thì đến lúc thì nó rơi vào trạng thái đó đó sư. Thì cái bởi trạng thái đó là tại vì sao này, tâm cô vọng động này thì cô muốn nó định tâm yên này, thấy không? Cô lúc đầu là cô rất là thích thú, rồi bây giờ định tâm phải có tới cái gì nữa chứ, thấy vậy không? Tại vì vậy do đó mà nó chán. Tâm mình là nó vậy à, nó thích mới hoài. Nhưng mà khi mà nó chán thì nhắc này, quan sát cái tâm chán. Rồi mình nhắc nhở mình này, còn nhiều thứ thay đổi ghê lắm, chẳng phải có bao nhiêu đó thôi. Pháp hành là pháp hành để tới giải thoát mà. Mình đã hiểu cái gì đâu mà mình đòi thêm nữa, thấy không? Nó mất rất nhiều thời giờ để mình tu tập mà. Nhưng mà con thắc mắc tại sao mình cứ thấy nó như vậy hoài, không có gì thay đổi. Thấy như vậy là tại vì cô muốn thấy thì mới thấy như vậy hoài. Đó thì lúc đầu con thấy là con, lúc đầu thì con thấy con muốn thấy, nhưng mà về sau con cũng nghĩ là mình còn sơ cơ nên mình chưa thấy gì hết. Bây giờ mình phải nhẫn nại với cái hơi thở của mình. Thì con đấy càng tiếp tục con nhẫn nại thì cái chán nó càng ngày nó càng nhiều. Càng ngày cái nhiều. Mức độ chán thì càng cao. Đâu có coi cái chán nản đâu nè. Nãy giờ sư không thấy cô nói cô quan sát cái tâm chán nản chút nào hết trơn. Tâm chán nản là một trạng thái tâm, cô không quan sát. Nó khởi sanh lên là quan sát liền. Con nghĩ là con có quan sát nên con mới thấy không có sự thay đổi. Con nghĩ thôi phải không? Con nghĩ thôi. Con nghĩ có chưa chắc cái gì trong này hết trơn nè. Được sự quan sát. Như vậy thì phải quan sát cái nói cái nghĩ là tức là cái mặt nó lơ mơ lắm à. Vậy thì quan sát cái tâm chán bằng cách nào thưa thầy, thưa sư? Cái gì? Như vậy thì quan sát cái tâm gì, khi tâm nãy chán mình quan sát cái trạng thái tâm chán của mình này, dễ chịu hay khó chịu đó. Rồi tâm nó suy nghĩ cái gì mà nó chán này, có trả lời được mấy câu hỏi đó đâu. Điều đó như vậy là còn rất là nhiều cái khía cạnh để mình quan sát nữa. Mà mới tới tự nhiên chút cái tự nhiên đoài cái đoài này đoài kia, do đó nó mới chán rồi gì đó. Sư hỏi cô tại sao cô chán, cô trả lời không được. Điều đó có nghĩa là cô không có. Dạ con trả lời được ạ. À. Con chán tại vì con thấy hơi thở không có gì thay đổi, chỉ có một mức độ đó là mình. Con thấy là con thấy cái tâm con suy nghĩ. Con nghĩ rằng là con như vậy hay là con thấy rõ ràng cái tâm con nó nói như vậy. Cái nào? Con nghĩ đó là suy nghĩ, nhưng thấy nó bằng cách nào thưa sư? Thấy tức là mình bắt được cái tâm mình đã đang suy nghĩ này, gọi là thấy này. Dạ, dạ. Ví dụ chẳng hạn như cô ăn một cái món gì đó, cô tưởng cái món này rất là ngon. Khi cô đút vô miệng cô nói, dở ẹt à. Đó, nó làm cái rất là nhanh. Thì đó, thấy là thấy vậy đó. Mình đầu là mình suy nghĩ, ồ cái món này ngon lắm nha, ăn vô rất là ngon. Khi mà đúng vô lưỡi cái đó, cái bị của nó, tức thì. Mà nó rất là nhanh, nó nói suy nghĩ rất là dở ẹt à, thấy không? Nhanh lắm, cô không có, cô chưa có đủ sức để mà cô thấy đâu. Vì vậy sư khuyên á, nó chán, biết nó chán. Rồi nhắc nhở mình, nó còn nhiều chuyện để mình thấy nữa. Chứ không phải có bao nhiêu đó thôi. Khi mà cái tâm mà chán nản mà khởi sanh á, thì trước đó nó có một cái tâm mong đợi. Luôn luôn là như vậy, điều mình không thấy. Hành giả tu tập thấy thì thấy tâm chán không thôi. Nó phải mong cái gì nó mới chán. Và mình phải nhìn cho ra được cái mong đợi này thì tự nhiên thấy chán à. Còn mà nếu mà nó nhìn ra được thì mình hãy nhắc nhở mình rằng đó cái pháp thiền này nó sâu sắc lắm. Nó có rất là nhiều khía cạnh, rất là nhất là cái tâm của mình á. Không phải là đơn giản là mình dòm sơ sơ vậy mình hiểu đâu. Cũng giống như cô học một cái nghề gì đó, có phải cô học một ngày hai ngày mà cô hiểu đâu. Cô học một cái nghề này là cô phải học cái lý thuyết rất là nhiều năm nè, thấy không? Nếu mà cô muốn mà làm việc mà trả lương cho cao, cô học đại học rồi cô ra cô phải kinh nghiệm cho nhiều năm nữa.
thì cô mới gọi là cái bằng thuần thục trong cái nghề nghiệp của cô, có phải vậy không? Thì cái thiền tập cũng vậy, mình học cái lý thuyết cho đàng hoàng đi, rồi mình tập, mình tập rồi mình thất bại, rồi mình tập rồi mình hiểu, mình rút ra từ những bài học ở đó. Chứ có ai mà giỏi đâu, đúng không? Còn bây giờ nó chán cái mình nghe, mình chán cái mình chán, đúng rồi, nó chán quá cái thôi mình bỏ rồi, là mình thua nó rồi. Bây giờ sư nói trở lại, khi mà chán quan sát cái trạng thái tâm trạng của mình, rồi qua cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, và mình nhắc nhở mình á, tất cả nó còn nhiều thứ lắm mình chưa có thấy đâu. Giữ tâm cho yên ổn để mà quan sát nó, đừng có muốn cái gì hết á. Mong đợi là mình muốn cái gì rồi, thấy không? Nghe hiểu không? Dạ, để con tập thấy, có lẽ là con chỉ suy nghĩ về cái chán thôi, con chưa Cô thấy suy cái nghĩ rất chán là con vậy. nhiều, suy nghĩ rất nhiều, dạ cô đoán cái dạ này cô để đoán cái con kia thôi. dạ dạ để con tập thêm để coi sao. Có gì con trình pháp sau ạ. Được Còn rồi, câu hỏi thứ sư hai của sư con đó cho là, con câu hỏi này sư. à, khoan đã, để cô này cô hỏi chưa xong, mà cô thức này cô hỏi chưa xong, ai đó vậy? À, Dạ con Kim nhỏ. nhỏ chờ đi kia, Kim nhỏ. Ừ. Dạ. Hỏi về tâm suy nghĩ phải không? Dạ không, bữa nay con hỏi À, cái. à thôi thôi thôi, thôi chờ chút đi, sẽ Kim nhỏ rồi cô thức tiếp tục đi hỏi Dạ. câu thứ Dạ hai. dạ 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 con cảm ơn thưa sư. Câu hỏi thứ hai con là vấn đề thiền trong đời sống hàng ngày á sư. Thì lúc ví À, dụ như con rửa rau, con lặt rau, con rửa chén này kia, thì cái tâm con nó đi, nó vọng động, nó đi, thì con trở về cái việc con đang làm. Thì cái việc con làm đó là có thể là rửa chén, nấu cơm hoặc là làm gì đó, thì con tức là con cứ cứ chạy ra chạy vô. Thí dụ mà con nhận ra được, đôi khi cái sự suy nghĩ đó nó lôi con đi, nhưng mà khi con nhận ra được rồi thì con trở lại cái việc con đang làm, thì sau đó nó lại giống như con cứ chạy ra chạy vô hoài như vậy. thì 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 chạy ra con chạy vô, biết cái chạy ra chạy vô chạy ra có sao đâu. con cảm thấy cái giống như là mình giống như mình cái tâm mình nó có chạy ra vô, con cảm thấy Con không nó muốn, hơi con không muốn tâm con chạy vô chạy ra, thấy vậy không? Cảm thấy làm như nó cứ chạy ra chạy vô hoài, bây giờ phải muốn làm sao mà đừng chạy vô chạy ra, ý nói vậy chứ gì đấy, không đợi nữa sao. vậy Trời vậy là ơi, tu con thực hành cái hành gì đúng đâu mà hả mong sư? đợi Tức quá là trời đất. nó chạy ra thì thấy nó chạy ra, nó chạy vô thì nó Cái chạy vô, gì thì nha, cái gì nó đang hiện diện mình biết vậy thôi. nhưng mà ý con nói là con không, con chỉ thấy được nó chạy ra chạy vô, nhưng mà con không thấy được, giống như khi Cái gì? nãy câu hỏi thứ nhất của con á, con nói là cái tâm con nó chán thì con suy nghĩ, nhưng mà bây giờ con tưởng là con thấy, nhưng mà sư nói là đó là suy nghĩ. Nhưng mà À. khi mà thiền trong sinh hoạt ngày thì giống như con chỉ thấy được nó chạy ra chạy vô, mà con khi mà con bắt được là nó đang chạy đi thì cái con trở lại với hiện tại rồi đi, có ở lại tại chút xíu nó lại chạy ra, con lại bắt được. Khi mà con nhận ra được nó thì nó À. lại trở về cái hiện tại rồi, tức là À. con không có quan sát được cái tức là khi nãy cả câu hỏi thứ nhất sư nói con là quan sát cái tâm mình nó đang suy nghĩ gì, nó đang muốn cái gì, thì đối À. với lại cái sinh hoạt hàng ngày thì con chỉ bắt được là khi nó chạy ra, là con khi con nhận ra nó chạy ra thì Trong nó này chạy là vô, nhưng mà con cô không muốn có một cái mà cô không thấy, đó là cô muốn đừng có chạy vô chạy ra. không, ý con nói là con không quan sát được, giống như câu sư hỏi thứ nhất á, sư nói con là con phải quan à, con phải nhìn cái Cái này chán bây giờ của cô quan mình. sát vậy được rồi, tốt rồi nè, chứ có nói gì đâu. Cái trước là suy nghĩ, mà cái này là quan sát này, cái này thấy nè. Cái này quan sát Ủa được vậy là rồi, sư quan có nói sát. dở đâu nè, sư khen nè, thì nó quan sát mình thấy nó chạy vô chạy ra, biết nó chạy vô chạy ra. À vậy là quan sát hả sư? À, cái À tí nữa. con chỉ thấy nó, con tưởng Hay quan sát là là, mình hay phải trời phải ơi, hay là quan sát rồi. à vậy hả? Thì con chỉ thấy được là con bắt được khi nó chạy Bây giờ ra này cô thôi, thức nghe sư nói và này, con bắt được khi cái nó phương chạy pháp tu vô niệm rồi. xứ là bạn đang hay biết cái gì đó đang có mặt, thấy không? Cái gì nó Dạ đang có dạ mặt, đó vậy là là phương con thực hành đúng. Dạ, cảm ơn sư ạ. À, mời cô Kim nhỏ đi, Kim nhỏ. Dạ, thưa sư, hồi tối nay con ngồi thiền thì ngồi chắc cũng lâu, cả khoảng 40 phút, và cỡ sau 40 phút á Tâm suy nghĩ thì không? không suy nghĩ, kỳ này nó Trời đàng giỏi vậy hoàng, đó. nó đỡ đỡ hơn nhiều. Tại vì có người thân còn trẻ mà thình lình họ họ mất đó, cái tự nhiên mình thấy mình phải lo mình,
xong cái thì trong khi con ngồi cái thiền gì đó, nó sợ thì nó lo nó tu đó hả? dạ chắc vậy sư. Rồi thì tự nhiên con trên đầu con á sư, tự nhiên nó như có một cái dòng suối nó mát lạ thường luôn, Vậy đó. nó Có nước chảy chảy xuống, xuống không? và có nó chảy xuống người con, Ừ. nó Chảy rút chảy cổ hứng được không? con thấy nó mát mẻ lạ thường thôi, thì Bữa mà sau nó cũng đem cái tô lại hướng dùm sư. nó lâu sư, nó cũng nó Bây giờ này cho hết giờ đứa nhỏ con. này nghe sư nói này, cảm Dạ giác như thế nào khi nhận biết gì đó? Hồi nãy sư dạy dạ cho cũng chúng ta biết, thức ra cái gì nó xảy ra mình biết thôi. dạ Mát mẻ biết mát mẻ. dạ Nói dòng suối biết tâm mình nó đang tưởng này, chứ suối nào? Làm chi có suối? Có thể là trên trần nhà đó có ai làm gì giọt nước ở trên nó giọt xuống rồi con tưởng suối cũng có nữa. không Chứ làm gì có có cơ suối? sư, trong đầu con nó mát lắm, Thì mát trong thì đầu bây giờ con nó cô mát tưởng tượng ra là cái suối. Bữa nào hơi nhẹ nhẹ là cô tưởng cô đang bay, cô chừng cô bay cô lưỡng la phong của người ta. tại nói chuyện với sư thì con nói vậy thôi chứ con không có tưởng tượng dòng suối, giống Thế như sao con nói tôi với trả bác lại là dòng Duyên. suối? Không tưởng tượng ra nói dòng suối. Thấy không? Cái tâm mình nó vẽ nhiều chuyện lắm. Cái đó là cái tưởng đó. Thế. À, Dạ biết, biết bây giờ mình thấy mát mẻ, biết mát mẻ, biết tâm suy nghĩ đây là dòng suối, biết tâm suy nghĩ dòng suối, rồi biết cái đầu của mình nó như thế nào, mình biết như vậy, cái đó là tứ niệm xứ. Bạn đừng có đi dạ tìm kiếm cái gì hết trơn à. dạ Hồi nãy cô kia đó thấy tâm chạy vô chạy ra, chạy ra chạy vô thì biết nó chạy vô chạy ra thôi. Bây giờ mình chán là tại sao? Là tại mình muốn đừng có nó chạy vô chạy ra, có không? Không có, không có thôi thì cứ nhìn nó ra đó. Ở trong sinh hoạt hàng ngày mà tâm mình nó đâu có ở yên trên đề mục đâu, mình đâu có chánh niệm 100% được đâu. Vì vậy cái tâm mình đi vô đi ra hoài, nó chạy lăng xăng hoài, mà ít ra là mình còn thấy nó chạy lăng xăng. Còn bữa nào mình đi vô trong mấy cái siêu thị chỗ mà mấy cái mall này mình coi thử áo quần đồ đẹp mình thích coi thử nó có thấy nó lăng xăng không? Ở đâu nó dính ở đó cứ ngắt à. giờ hết rồi sư ơi, Ủa sao không mau có vậy? đi, không có đi đâu nữa hết, bây giờ dứt dứt định rồi, dứt khoát À chứ khóa không đi đâu nữa hết rồi. trơn hả? À, thế thì tốt quá, thôi xa thú xa thú. Ừ. Thôi được rồi ha. Dạ con cảm ơn À, sư. ngồi Có phải. cầu chí Mỹ đâu sư? Tí Mỹ qua để sư hỏi Tí Mỹ qua thì có sinh hoạt hàng ngày có quan sát không này, muốn thấy tâm phản ứng. Đâu Tí Mỹ đâu. Dạ con nghe thưa sư. À, làm sao? À, cái hồi nãy mà khi mà thức khỏi cái câu mà thấy cái tâm chán á, thì nếu mình trong cái trường hợp mà mình ngồi mình chỉ nhìn thấy hơi thở và mình thấy tâm chán như vậy thì tại sao mình không đổi đối tượng được không Đổi sư? đối tượng gì? Cô muốn đổi đối tượng gì? Chẳng hạn như lúc đó thay vì chỉ nghĩ tới chỉ thấy chỉ tập trung vào đối tượng hơi thở thì lúc đó mình tập trung vào đối tượng tiếng động xung quanh. Sư có kêu cô tập trung cái gì đâu. Không thì Tại con sao mà hỏi cô... nếu mà tâm mình nó bắt đầu nó chán với một đề mục thì mình đổi đề mục để tâm mình Không, đừng đừng có chán. đổi đề mục, quan sát tâm trạng cho sư. Cô đổi đề mục là cô trốn à. À. Chứ hồi đó sư bảo là đừng có tập trung vào một đề mục. Nhưng Đôi mà cái khi đó mình chưa phải có tâm chán, chưa có tâm chán, đừng có tập trung vào một đề mục, mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau. À. Mà khi mà có tâm chán phải quan sát tâm chán, đó là bất thiện tâm mà, đó là ok phiền não mà. À. rồi, dạ con hiểu. Một câu nữa là cách đây khoảng một thời gian chắc 3 4 ngày đó thì con theo dõi hơi thở thì tự nhiên thấy cái hơi thở của mình nó càng ngày nó càng ngắn, nó càng ngày nó càng ngắn, nó ngắn đến nỗi mà mình có cảm tưởng là mình không có thể nào thở ra nữa. Mới đầu nó Ủa, cuối chỉ cùng hít con vô không miệng thôi, thở sao? cuối cùng con giống như là con empty, chưa biết Empty, không không, thở luôn, em không thở sao sống. con thở thì mới đầu con nhìn nó nhưng một hồi thì con sợ con mới chết, con khi con nói con sợ thì con cố gắng đi ra khỏi cái empty đó thì what should I do next Rồi, không có empty nào đâu đi ra. nhưng mà Cô bày con đặt không ra cô nói cái empty, empty nghĩa là sao? Hơi thở nó càng vi tế, cô biết hơi thở vi tế thôi. nhưng mà con sợ chết. Bắt mới chỉ sợ chết, trời ơi là trời, cô có chết đâu này, con sống đó. Thì bởi vậy con phải đi ra đó, là con it Khi stay khi still. cái tâm của mình nó muốn đi ra, mình biết tâm mình muốn đi ra. Tâm mình nó thấy trắng trống rỗng, mình biết nó thấy trống rỗng, thật ra có đâu, mà nó tưởng ra cái này. Nhưng mà Nó tại sao hơi thở nó không ra được? Con cứ nó cứ hít vô, hít 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 hít
anh đây nó đây. Nó sẽ Tại vì cái hơi thở vô nó rõ, còn hơi thở ra nó không rõ, do đó cô cảm tưởng không ra. Chứ còn nó mà vô mà nó không ra, cô chết mất tiêu rồi, cô đâu có ngồi đây, cô khỏi suy nghĩ. không có sợ. Vì vậy có gì đâu mà sợ đâu. Nhắc nhở mình đó, không thở vô thở ra thì mình chết rồi, mình sụp xuống liền. Thấy không? Còn đây mình vẫn thở mà. Hơi thở nó càng lúc nó càng vi tế, và đây là cái nguyên tắc. Nếu mà trong trường hợp đó, bây giờ cô muốn này, cô quan sát coi thử là cô cái sự xúc chạm cô có để ý biết không, thì tự nhiên mấy cái kia nó nổi lên cho coi. Thì lúc đó là nổi đối tượng. Không đổi đối tượng, tại vì cái kia đó mình không có nắm được. Đối tượng đó mình nắm được, thấy không? Nó làm cho tâm mình loãng, làm cho tâm mình sợ hãi được khởi sanh, thì bây giờ mình quan sát đối tượng khác. Mà đây là dấu hiệu cho thấy là hành giả cứ ở trong một đối tượng này. Có thói quen ở trong một đối tượng, thành ra bây giờ cái câu này có câu hỏi là trúng cái câu hồi trước cô hỏi sư là cô không thấy tâm phản ứng, là ở trong đó hoài sao thấy tâm phản ứng được. Vì vậy mở tâm ra quan sát rất nhiều đối tượng, tâm chán biết tâm chán, tâm chán cũng một đối tượng nữa. Đấy. Như vậy thì cái sự thực tập của cô là cô ngồi nhiều này, và định tâm của cô rất là nhiều, do đó cô không thấy tâm phản ứng. Và bây giờ là cô nói rằng là cái hơi thở nó quá vi tế là tại vì sao? Tại vì cái tâm cô nó yên xuống. Bây giờ tâm yên biết tâm yên, nếu mà tâm ngoài tâm yên này mà không mà sợ ngoài cái sự hãi còn thấy cái gì nữa không, xúc chạm có biết không, tức động có biết không, là tự nhiên mấy cái kia nó nổi lên này. Mà cái lý do để cho cái cô mà cái vị hơi thở vị tế là cô ở có một cái đối tượng thôi, ở trong cái một cái hơi thở không thôi. Sư để ý vậy, hễ mà sư ở trong phòng xẹp sư là một lát trong phòng xẹp nó nhỏ à, mà hễ mà sư ở trong phòng xẹp tức động không thấy nào nhỏ. Bị cái thằng này nhỏ mình để ý thằng kia thì tự nhiên cái chánh niệm của mình nó mạnh lên liền à. Cô biết ba bốn cái đối tượng nó là càng mạnh nữa, nhất là sự xúc giảm. Bây giờ tập lại coi thử sao ha, thay vì ngồi yên ở trong hơi thở nhớ xúc giảm chấn động, hơi thở xúc chạm chấn động, hơi thở xúc chạm chấn động, làm cho nhiều cho sư cô làm được mà. Hả? À. Một Phật. Ừ. Thôi đủ rồi Eric nha. Vâng. À. Rồi thôi sư hẹn cái gì tuần sau sư sẽ là mà gì đây à, mà Zoom mà bên bên Cali đó. Thôi bây giờ mời quý vị mà hồi hướng công đức ha. Nguyện đem đem công đức này hướng về về khắp tất cả đệ tử và chúng và chúng sanh sanh đều đều trọn thành thành Phật đạo. Sa thú lành thai. Một Phật, hẹn quý vị lại lần tới ha. Cảm ơn sư. Một Phật, chào quý vị.